À, thầy Thành xin chào bạn Trung, chào Trần Gia Bảo, chào bạn Băng Xinh Xắn, nhân lớp mình. Hôm nay cái nội dung đến hẹn thì thầy chào mình sẽ đến thầy chào Băng không giấu. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến cái nội dung chữa cái đề thi thử số 3. Hôm nay các bạn nhìn thấy góc view của thầy nó cũng đẹp hơn một tí. Thầy đã chuyển lên trên tầng, bởi vì dưới kia bọn bắt con nhà thầy nó nghịch quá, thế thầy phải chuyển lên trên đây. Bây giờ thầy cho mình cùng chờ một lúc đợi các bạn là vào nhé. Hôm nay là tối ngày chủ nhật 20 tháng 8 2023, vậy là nếu không có gì thay đổi đúng một tháng nữa là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nô Sukana. Cái content hôm nay thì dành cho cả nhóm đối tượng của lớp KCB2 và cả lớp nâng cao, nên cái số lượng nộp bài của các bạn này, cái server nó phải chạy tích hợp điểm trong một, nên cái việc bài rồi mình mới chuyển lên đây nhiều thư mục xem vậy. Mặt ra gì hiện tại cũng đang đông người nên chưa hết ngày hôm nay thầy sẽ reset lại bảng danh cho tuần mới. Ở đây có chờ một chút nữa em còn bạn nào vào nữa không, chúng ta sẽ chuyển sang cái đề đầu tiên. Nhìn cái đề đó. Cái content số 3 này cũng là một cái content rất nhẹ nhàng và các bạn cảm thấy nó có cái điều hơi lạ một tí. Đó là cái content này đề nó gồm có 5 câu. Ta cũng dần chuyển sang cái xu hướng đề 5 câu dần. Và mức độ nó rất vừa phải. Nhưng bù lại thì các em cần có một cái kỹ năng vô cùng hay, đó là chấm bài một lần duy nhất full 20 điểm 5 câu. Đấy. Để thấy ai đó 18,5 đây. Làm thế nào chấm một phát được full của Thuận 18,5. Chính xác đấy, Trần Gia Bảo, đây này nó ngang để đi của khối trung học cơ sở cấp tỉnh. Cắt. Ta chờ một vài phút nữa xem có bạn nào vào để nhắc về lương nâng cao. Mình vẫn chưa gửi đường link cho mọi người. Can là xin mời mọi người là không biết vào link nha. Cái thằng này nó có cho phép tạo link ngẫu nhiên nhưng mà thầy toàn tạo lên cái link. Không cần băng nhá. BIT nó là cấu trúc dữ liệu vì nên mình biết dùng BIT cũng được mà không cần dùng BIT vẫn được. Mình chưa học về cấu trúc dữ liệu, có cái phần nội dung cấu trúc dữ liệu nó nằm bên chương trình lớp nâng cao. Sau cái nội dung này ở bên lớp nâng cao đang học đồ thị, mới bắt đầu chứng vào đồ thị, lại học thêm cấu trúc dữ liệu. Học về cấu trúc dữ liệu thì mình sẽ giải quyết được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên không có cấu trúc dữ liệu thì ta vẫn làm bình thường, vẫn phụ điểm bình thường. Do đó để công bằng cho các bạn được học nhiều với học ít.
Rồi bây giờ ta cứ tiến hành dần nhé. Các bạn khác mà chưa tham dự cùng cái buổi tại thời điểm này thì các bạn ấy sẽ xem lại cái video bài giảng ở trên kênh YouTube của thầy. Chào. Ở trong cái bài hôm nay thì nhìn tổng quan qua thì ta thấy một cái đề khá nhẹ nhàng. Đề gồm có 5 câu, thời gian làm bài 150 phút, tức là các em có 30 phút để làm bài, bao gồm cả thời gian nộp bài. Đấy. Câu 1 3 điểm, câu 2 4 điểm, câu 3 5 điểm, câu 4 5 điểm và câu 5 3 điểm. Đấy. Như vậy ta thấy rằng để đạt được giải nhất thì trong một cái bài này thì các bạn cần phải làm được 5 câu này trong vòng 50 phút. 150 phút tức là so với thi cấp tỉnh là các bạn ít hơn 30 phút đối với trung học phổ thông. Bởi vì 30 phút đấy ký cốc các loại giấy tờ rồi vân vân thì nó cũng hết mất cái nộp bài, khởi động máy rồi chuyển máy vân vân thì coi như là ta mất toi 30 phút rồi, mất công nắm cà rút trong phòng nữa. Với các bài đầu tiên thì các bạn để ý như thế này. Những cái bài thi thì thông thường thì đề nó không khó, như để đề giảng quả nay trời hơi lạnh có thể bật quạt hơi vào đây. Thầy chào Tuấn Anh nhé. Rồi hôm nay ta chữa cái đề thi thử số này, số 3. Sau cái đề thi thử số 3 này thì thầy sẽ nâng cái đề nó khó lên một tí nữa. Nó cũng mức độ nâng dần để cho các bạn có cái kỹ năng phản xạ và là chấm. Với tỉnh Yên Bái thì chắc là dự kiến không gì thay đổi thì chắc là khoảng tầm đúng tròn một tháng nữa là ta sẽ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ giờ đến lúc đấy là đủ đủ thời gian để các bạn thay đổi. Bảo Trần Gia Bảo yên tâm, mình sử dụng những quả tạ nặng rồi đến khi nhảy vào cái quả tạ ở bậc trung học cơ sở thì nó nhạt lắm. Lợi thế của Trần Gia Bảo là được học với các chị lớp trung học phổ thông nên mình có cái tầm nhìn về cái nội dung chương trình nó thuận lợi hơn. Đề thì nó khó thì khó chung, thì dễ thì dễ chung mà ban chỉ sợ đề dễ chứ còn đề khó thì bình thường, bởi vì đề dễ mọi người làm full điểm mà mình sơ sẩy cái là mình hy sinh ngay, còn đề khó thì cô băng thôi, chị băng thôi, nói cô nghe buồn đời chị băng quá. Rồi ta sẽ chữa nhanh cái nội dung bài hôm nay là đề bài là tìm số lẻ lớn nhất thì cho số nguyên dương ABC, XYZ, tìm chữ số lẻ lớn nhất trong các số này. Vì ở đây đề bài thì người ta cho XYZ là các số nguyên dương nhỏ hơn bằng 10 mũ 9. Do đó sau đó ta sẽ đưa ra tìm cái chữ số lẻ nhất, lẻ trong ba cái chữ số của thằng này. Ồ thì bài này thì ta thấy rằng đây là một cái bài rất phù hợp với một cái bài thi khởi khởi động đúng không? Và nó là một bài khởi động thì ta hãy cố gắng là tập trung trong vòng 5 phút cốt xong, sinh test xong. Vậy thầy cho mình đánh nhanh thắng nhanh bài này, cố gắng trong 5 phút thử xem vừa nói vừa giảng. Xem có xong không nhé. Bây giờ 8 giờ 09 phút. Thuật toán thì ta nhận thấy là lần lượt tách các chữ số của M, N và P à nhỉ? Đúng nhỉ? À không phải, cái gì đấy? Nếu nó là số lẻ thì cập nhật thằng R max là giá trị lớn nhất. Đấy, ta chưa thực hiện theo đúng yêu cầu thôi. Thầy chào Vũ Huy nhé. Vừa mới để ý thấy Vũ Huy đã vào. Hôm nay ta sẽ chơi nhanh cái bài toán trong cái đề thi thử này nhé. Nay Vũ Huy vào sau thì cái đoạn đầu thầy có nói là cái đề hôm nay mức độ nó khá nhẹ nhàng để cho các bạn thực hiện cái thao tác chấm bài một lần duy nhất được full điểm. Vũ Huy đã kịp làm cái đề này chưa?
Vậy thì trong lúc các bạn này chờ các bạn theo vào thì ta nhận thấy cái bài này ta làm đúng như vậy. Bước một là nhập dữ liệu. Bước thứ hai thực hiện tách các chữ số này. Và rồi đến bước thứ ba ta đưa thằng rmax ra. Đấy. Nếu đúng như thế thì bây giờ thầy cũng đề xuất ra cái cách nha. Cài đặt với cái bài toán này để ta đưa về một cái bài toán dạng tổng quát, và qua cái thông điệp bài này thì thầy muốn truyền đạt cái gì. Thì ở bài này thì ta thấy rằng x y z là các cái số nguyên dương, nhưng mà nó lại chưa không cho số lượng các chữ số của nó. Vậy thì khi mình bây giờ thì mình không thể chạy bằng cơm được nữa, mà ta nên sử dụng sức mạnh của si cộng cộng để giải quyết những cái bài toán số học kiểu nó very và rất easy kiểu như này. Vậy thì mình sẽ phải làm một đấm phụ điểm luôn. Rồi thì vậy thì bài này ta sẽ để xem tên bài là bài gì. Nói thế thôi, 5 phút không cốt không xong bài này đâu. Bài này có 3 điểm mà. À quên, hình như thầy chưa cấu hình, đã cấu hình điểm chứ nhỉ? Thầy quên mất đấy. Và các bạn nào chưa các bạn nào chưa làm bài này thì các bạn cũng tranh thử cốt luôn nhé, cố gắng chấm một lần phụ điểm. Các cái contest thì các em hạn chế nộp bài nhiều lần để rèn luyện kỹ năng thi, bởi vì mình cũng đi thi mình lấy đâu ra thử sai, có bài 100 điểm à. chẳng qua để cho mọi người chấm cho nó có phong trào lên tí. Các thầy quên chưa confit điểm chung á. Khổ thân chung, anh Trung bị đau chân đấy à, đúng một tuần cô thôi. Bây giờ thì thầy thực hiện là tổ chức một cái hàm đi tìm cái chữ số lẻ lớn nhất của thằng này. Vậy thì ta nhận thấy rằng là thầy để tìm được chữ số lẻ lớn nhất thì thầy convert nó thành hình một sâu, sau đó thầy duyệt từ đầu sâu cho tới cuối sâu. Không biết có ai đi theo đường như thầy không? Cho y chạy từ đầu sâu cho đến bây giờ mình phải chạy bằng sức mạnh của công nghệ thôi, chứ không thể cứ cắt dán giống như ở trong Pascal được. Ta duyệt từ đầu sâu cho đến cuối sâu thì khi đó ta nhận thấy rằng ký tự SU thứ y trừ đi ký tự không thì quên, trừ đi 48 đi, thì nó sẽ là giá trị số của nó. Vậy thì bây giờ ta thấy rằng nếu số này mà là số lẻ đấy, ta quay trở lại đề bài, là đề bài yêu cầu là tìm chữ số lẻ lớn nhất của cái số nguyên dương u. Với đấy, thằng P. Vậy thì thầy công việc là duyệt từ đầu sâu đến cuối sâu, đến ký tự thứ y thay đổi nó thành số. Nếu ký tự đó là số lẻ thì thầy cập nhật cái giá trị tốt nhất. Đấy. Sau đó thầy thu được tạm là kết quả của bài toán.
Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là ta sẽ thực hiện tiếp cái việc đó là return. Đấy, chả quên mất. Ta return là tạm là kết quả của bài toán. Như vậy thầy tổ chức một cái hàm để thực hiện yêu cầu của bài toán. Thì với cái số nguyên dương XYZ thì thầy nhận thấy rằng đề bài người ta yêu cầu tìm chữ số lẻ lớn nhất của ba thằng này. Vậy thì ta có thể nói là x là bằng tìm chữ số lẻ của thằng x. Rồi tương tự như vậy thầy double thầy về cho y tìm chữ số lẻ của thằng y rồi thầy double là z tìm chữ số lẻ của z. Vậy thì kết quả của bài toán sẽ là bằng max của ba thằng này, max của thằng x với max của thằng y với thằng zz thì code cho nó lòng vòng một tí. Đấy. Sau đó thầy đưa thằng z ra là kết quả của bài toán. Vậy thì ta nhận thấy như thế này, với quên kiểm tra xem có lỗi gì không ạ. Hình như Red khai báo rồi. À, rồi. Thằng Red là khai báo đấy. Như vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy rằng là ta nên tổ chức nó thành một cái hàm để thực hiện yêu cầu của đề bài. Ở cái bài toán này thì nó khá dễ là bởi vì nó sẽ chỉ đơn giản là tìm chữ số lẻ của nó. Nhưng với một cái bài toán lớn hơn thì nhiều bạn cứ vẫn áp dụng theo cái mô hình là gặp thằng X xử lý thằng X, gặp thằng Y xử lý thằng Y, gặp thằng Z xử lý thằng Z. Dẫn đến cái đoạn code chương trình thì nó dài gấp 3 lần. Vậy thì ở đây cái mục tiêu của thầy là thầy muốn các bạn tổ chức nó thành một cái đoạn chương trình con để thực hiện cái công việc tách công việc thực hiện đi tìm cái số đặc biệt thỏa mãn của đề bài. Đấy. Thế cái số thỏa mãn của đề bài ở đây đó chính là các cái số mà có chữ số là lẻ. Rồi bây giờ ta thử chạy xem sao. Đấy các bạn chạy thấy là thầy code một cách thần tốc cũng mất 10 phút. Vậy thì cái bài này đi thi thì các bạn chỉ có thời gian là 30 phút một bài. Vậy với sau đó khi chạy thì cái việc chạy đầu tiên không phải là test của mình nghĩ, việc chạy đầu tiên là sẽ phải là test đề bài. Các bạn muốn chạy đi đâu thì chạy thì cái test thử đầu tiên code chương trình là sẽ là test đề bài nhé. Rồi ta thêm file project chưa? Ồ, đó, rồi bây giờ để cho lấy số ở đây. Để cho một số ở đây nữa. Để cho một cái số nó ở bên này. Sao lại ra 7? Đây các bạn nhìn thấy nhé, thầy cho số 8 nhé. Nó lại ra 7. Đấy, nó lại có vấn đề chỗ này. Vừa thầy cho số 8 đây. Sao lại ra 7 được nhỉ? À, 8 là số chẵn. Chẳng qua thầy thử chung thôi, xem chung có phát hiện ra không. Rồi, thế như vậy thì nó sẽ đưa ra được số lẻ là cái số thỏa mãn kiện. Đấy băng thế nhá, thầy chẳng qua thầy thử các anh ấy xem các anh có phát hiện ra không. Thầy thừa biết là nó là số chẵn rồi. Vậy thì qua cái thông điệp của bài thứ nhất đó là với những cái bài mà có dưới dạng nhiều bộ số mà cần phải kiểm tra cái tính thỏa mãn điều kiện thì ta nên tổ chức nó thành một cái đoạn chương trình để giải quyết nó, chứ tránh trường hợp đó là ta code tất cả vào chương trình chính. Ta phải hình dung rằng cái ta đang học, một là học để lấy phong cách lập trình để sau này các em có thể sống tốt bởi cái công việc này,
Và cái thứ hai đó là mình đi thi phải có giải. Đấy. Ngoài việc cốt đúng ra thì việc thứ hai nữa là cốt phải đẹp. Và cốt phải đẹp đây không có nghĩa là chỉ đơn giản là trình bày chương trình cho nó đẹp, mà cái của ta đây là đó là phải biết cách tổ chức chương trình chính. Ta tổ chức cái chương trình của mình từ một bài toán lớn thành các cái bài toán con, và các cái bài toán con đấy mình giải quyết nó một cách trọn vẹn. Đấy. Cái thằng nào là dùng biến địa phương, thằng nào là biến tổng quát. Đấy là qua bài số 1. Như vậy nếu mà các bạn thấy rằng ở trong bài thi bạn nào mà tổ chức được một cái chương trình mà làm được như thế này thì bạn ấy hoàn toàn xứng đáng đạt được 3 điểm của bài này. Đấy. Rồi, đó là bài số 1, ta đã đẩy nhanh thành nhanh. Và bài số 1 này thì ta cũng có thể đi tham quan một chút để xem các bạn khác làm bài thế nào. Bắt đầu từ chỗ CB2. À, không phải CB2 các bạn đang làm rồi. Các em lớp 6, lớp 7. Các bạn này. Đây, xem ra bảo nên ra bảo cốt kiểu gì trông lạ đấy nhỉ. Mình có thể for có thể chia kiểu này à? Thầy cũng chưa bao giờ lấy một ký tự chia kiểu này đâu. Rất lợi hại nhé, không thể đùa được. Đó, Trần Gia Bảo nhé, xem bạn băng băng nhà mình nhỉ. Ồ, đã vào còn còn trường hợp trường hợp của nhìn cốt của băng thì thầy mới phát hiện ra thầy đang còn thiếu đọc thiếu đề. Nếu không có chữ số nào thì ghi ra năn. Xin lỗi bà con, thầy bổ sung cốt một tí. Chẳng qua nãy giờ thầy thử các em thôi. Nếu red của thầy mà bằng không thì sẽ ra năn. Ra ngược lại thì xe ra red nhé. Đấy, vậy với cái đoạn này để thầy gửi lại ở trong nhóm, may quá mở mở cốt của băng ra mới phát hiện ra là thầy thiếu mất cái trường hợp là vô nghiệm. Đi thi thì thông thường thì rất nhiều bạn quên mất cái trường hợp vô nghiệm. À, thầy chào Phương Nguyên. Bây giờ mới lưu ý là chữ năn là nó sai nhé. Bây giờ mới để ý là các bạn vào rất đông rồi. Thầy chào anh Minh nhé. Nãy giờ thấy anh Minh im lặng quá, thầy cũng phát hiện ra có gì đó sai sai. Có anh Minh, Gia Bảo, Lâm, Vũ Huy, Tuấn Anh, Phương Nguyên, Trung Luật. Bài một nó có năn mà. Bây giờ thầy đang chữa đề, và qua cái đề này thì ta nhận thấy ở câu số 1 mục tiêu là thầy trò mình mong muốn và cần phải tổ chức chương trình thành cái chương trình con, và với mỗi bộ số đầu vào ta nên gọi nó, và từ đó ta có thể đưa ra được kết quả của bài toán, tránh chừng tình trạng là ta sẽ cài đặt mọi thứ vào trong chương trình chính. Như khi nãy thầy vừa nói, cái việc học lập trình nó tạo cho ta hai ý nghĩa: một là đi thi có giải, hai là tạo ra được phong cách lập trình và tư duy logic. Đấy. Khối Nguyên thì đấy thầy thử thôi. Ok, anh vừa thấy anh Minh nhắn cái gì mà thấy nó lại trôi được mất rồi. Được rồi, thế ta sẽ tiếp tục nhé. Rồi, như vậy vừa rồi thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán này. Thầy nhìn trên cái bảng chat nó chạy nhanh quá, bên bên máy của thầy thấy nó lượn xoạt xoạt xoạt.
Rồi vậy thì thêm cái lời giải vào đây để cho các cái bạn mà hôm nay mà vắng thì các bạn sẽ có cái code tham khảo cách tổ chức chương trình nhé, và các bạn tham khảo cách này để làm cái bài toán mới. Rồi đó là cái bài toán thứ nhất, và hy vọng rằng cái bài toán này các em code một phát các em có thể đạt được full điểm luôn. Rồi bây giờ ta sang tiếp cái sai bài sau, bài kế tiếp của chúng ta là bài hiệu hai phân số. Đối với cái bài hiệu hai phân số thì các bạn nhận thấy đây là một cái bài toán liên quan đến phân số. À quên, để về các bạn trở lại những cái điểm danh tính ở trong lớp KCB2. Rồi, ta sẽ tiếp là ở cái bài hiệu phân số. Thì với bài hiệu phân số thì tính tổng hiệu và nhân các phân số, đó là bài toán liên quan tới phân số phổ biến hiện nay. Trong với các cái bài thi ở mức độ cấp thấp thì thường thì những bài phân số này dành để kiểm tra học sinh có các cái kỹ năng sau đây. Thứ nhất, bài toán của ta là thực hiện phép toán trừ phân số, cộng phân số, thì nó quay về cái bài toán cái biểu thức rất quen thuộc đúng không? Ta quy đồng mẫu số lên và ta thực hiện tính toán thằng này. Đấy. Sau đó thực hiện rút gọn phân số. Thì rút gọn phân số thì ta nhận thấy rằng ta cứ đi tìm ước chung lớn nhất và nhỏ nhất, ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số, sau đó ta rút gọn đi là được. Tuy nhiên khi viết phân số ra thì có một cái lưu ý, đó là dấu của phân số nếu có thì luôn đặt ở tử số. Đấy. Vậy thì để mà nó ra được cái phân số mà có từ dấu ở tử số như trên, ở đây thầy cố tình đưa ra một cái test mà có phân số này để tránh mọi người nhầm lẫn. Với những bài phân số nhiều bạn đưa ra test đưa ra là âm 4 phần âm 5 chẳng hạn, thì như thế là đó không xem là một phân số hợp lệ. Về khi đó âm 4 phần âm 5 thì đáng ra nó phải giảm đi cái dấu âm đúng không? Vậy thì ở cái bài toán này thầy muốn kiểm tra các em là cái kỹ năng cài đặt chương trình và các cách rút gọn phân số và bằng các cái giải thuật Euclid hoặc là sử dụng hàm GCD. Ở đây thì ta xuất phát từ cái chỗ này. Thì ta có bước 1 thì ta thực hiện nhập dữ liệu. Bước thứ hai thì ta mới bắt đầu nhận xét như thế này. Bước 2. Tới bước 2 thì do trên giấy nháp mình đã biến đổi được như thế này rồi, thì gắn tử số bằng A nhân D trừ B nhân C. Rồi. Sau đó thầy gắn mẫu số sẽ bằng B nhân D. Rồi. Đó là thầy đã xong cái bước 2, là thầy xác định được thằng tử số và mẫu số. Vậy thì bây giờ với thằng tử số mẫu số này thầy cần làm gì? Thì thầy sẽ cần làm một số. À, bài này là mấy điểm nhỉ? Theo cấu trúc đề ta xem tí. Bài này nó có 4 điểm, băng bị 3 điểm. Tí nữa anh Minh có thể giải thích hộ chị Băng nhé. Gia bảo được 6. Chứng tỏ thầy chưa confirm test. Thế thì nói thế là ngang sát muối trái tim của Băng. Như vậy tới đây thì ta nhận thấy tử số bằng từng này, mẫu số bằng từng này. Ta nhận thấy rằng khi mà đưa tính hiệu của hai phân số thì làm sao có giá trị năm được. Hiệu của hai phân số thì nó sẽ là phân số. Khi ta làm như thế này thì các bạn nhận thấy thông thường chúng ta sẽ bị mất điểm ngay từ chỗ này, bởi vì đa số bà con sẽ cài đặt như thế này. Có phải mọi người đều đều cài đặt kiểu như thế này đúng không? Bạn nào cài đặt như thế này thì comment cho thầy số 1. Bạn nào cài đặt khác thì comment số 0. Nào thầy muốn nhận câu trả lời của anh Minh à? Gia Bảo, Lâm, Vũ Huy, Tuấn Anh, Khôi Nguyên, Trung, Luật, Thuận. À hôm nay chưa thấy Vương đâu đấy. Gia Bảo. Chắc đó là do ưu điểm. Rồi Thuận bảo em có giống. Bạn nào chưa cài đặt thì comment số 2. Vũ Huy. Được, cảm ơn Vũ Huy đã tài trợ một cái option mới. Đó là chưa kịp cài đặt nữa rồi.
Vậy thì ta nhận thấy rằng khi khi ta khai báo như thế này thì ta nhận thấy giới hạn của đề bài. Các số này là 10 mũ 9 nên khi nó nhân với nhau nó bản thân nó đã ra 10 mũ 18 rồi. Đấy. Sau đó hai số âm 10 mũ 18 đấy trừ cho nhau nó được 2 nhân 10 mũ 18. Đấy. Vậy thì ta sẽ nhận thấy rằng là ta sẽ bị trượt ngay từ vòng gửi xe ở chỗ này. Đấy. Nha. Vậy thì muốn làm đúng thì tí nữa thầy trò mình sẽ nhảy sang phần code một cách rất thần tốc. Rồi sau sau đó ta sẽ sang bước 3. À, sau khi tính xong rồi thì bây giờ ta nhận thấy ta cần một cái biến dấu thì của phân số. Ta nhận thấy nếu từ số mà nhân với mẫu số mà lớn hơn không thì khi từ số nhân với mẫu số lớn hơn không à em à long long từ đấy, băng long long thế còn nếu từ số mà nhân mẫu số lớn hơn không chứng tỏ rằng từ số và mẫu số nó cùng dấu với nhau và làm cho phân số của ta có dấu dương. Vậy biến dấu của thầy sẽ khởi tạo có giá trị bằng 1. Ngược lại thì thầy sẽ gắn dấu của thầy có giá trị bằng trừ 1 để thể hiện rằng phân số của thầy có dấu là âm. Biến dấu này thầy khai báo kiểu nguyên. Rồi tới đây thì thầy thấy rằng tử số của thầy sẽ bằng trị tuyệt đối của tử số. Hàm trị tuyệt đối thì ta có hàm ABS, ta có mẫu số thì bằng trị tuyệt đối của mẫu số. Đấy. Lâm cũng cốt là một được tốt. Rồi bây giờ thì ta lại xét là như vậy thì phân số của mình có dạng là tử số chia mẫu số. Đề bài người ta yêu cầu hãy rút gọn phân số. Vậy thì ta nhận thấy thì cần một cái biến long long P thì bằng là GCD của thằng tử số và thằng mẫu số. Đấy. Để lưu ý rằng khi tìm bội chung ước chung lớn nhất của hai số, tức là tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số nhé. Đấy, khi tìm ước chung lớn nhất thì ta nhận thấy rằng ước chung lớn nhất thì nó sẽ trả về cùng kiểu dữ liệu của tham số trả về. Do đó tham số này là long long thì thằng P này cũng sẽ phải là kiểu long long. Thông thường như một thói quen chỗ này ta khai báo INT. Và chỗ này ai khai báo INT comment cho thầy số 1. Ai cao ai khai báo là long long comment cho thầy. À quên nhầm, ai gọi khai báo INT comment số 0. Ai khai báo là long long số 1, còn ai chưa code bài này comment cho thầy số 2. Huy cười hở hết răng. Chung luôn đấy. Rồi các bạn đều nhận thấy rằng chỗ biến phụ thông thường đi thi ở mức độ cấp tỉnh các bạn đa số bị mất điểm ở chỗ này. Đó là các cái tham số các bạn khai báo long long đẹp ơi là đẹp, cuối cùng các cái biến tạm để tính các giá trị trong chương trình thì lại chọn kiểu dữ liệu bé hơn. Và trong khi đi thi thì ta nhận thấy rằng khi các bạn viết gõ một cái cụm từ đó nào đó ra thì ta phải tư duy rất sâu. Bởi vì cái người ra đề sẽ biết được rằng trong kỳ thi này ai là người giỏi nhất và để làm được full 20 điểm thì người giỏi nhất đó phải tiêu tốn hết thời gian làm bài thật cẩn thận thì mới đạt được full 2 điểm, 20 điểm cho một lần chấm. Và những cái lần tư duy mà để phát hiện các bạn gõ một cái biến nào đó mà chưa khai báo vậy thì ngay từ lúc khai báo các em phải nghĩ ngay trong đầu, nghĩ thật sâu vào. Hôm trước thầy Thành bảo rằng thầy đã trừ điểm của mình lý do là mình khai báo thấp, vậy hôm nay mình phải kinh nghiệm hơn với những biến mà có khả năng vượt qua kiểu dữ liệu thì ta phải ép nó sang kiểu dữ liệu lớn lớn hơn. À, dùng giải thuật Euclid nên thông thường khi áp dụng giải thuật Euclid ta chỉ đi tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương, vì thế ta cần phải lưu dấu của biểu thức tách dấu của biểu thức ra trước nhé, chứ không sử dụng thằng GCD trực tiếp của một số âm với số dương nhé. Còn biết kết quả nó có ra đúng hay ra sai thì các em có thể chạy thử chương trình. Tuy nhiên cái của ta đây ta đang làm cho cái bài toán là xử lý dấu của một cái phân số. Rồi tới đây xong rồi thì ta nhận thấy rằng tử số của ta sau khi rút gọn sẽ bằng tử số chia cho P. Mẫu số của ta sẽ bằng mẫu số chia cho P. Một số bạn ghi là tử số bằng tử số chia cho ước chung lớn nhất, sau đó gắn mẫu số bằng mẫu số chia cho ước chung lớn nhất. Thì ở cái lần gọi thứ hai này, nếu mà ta không gắn bằng P mà ta copy thằng này xuống vị trí này ấy, thì tại thời điểm này tử số của mình đã có giá trị khác rồi. Do đó khi đi tìm ước chung lớn nhất nó sẽ bị sai giá trị.
và nó bị tính hai lần, và như thế chi phí thời gian nó tốn hơn. Vậy ở đây ta sẽ chỉ tính những ước chung lớn nhất một lần duy nhất trong đời đấy, mà ta gọi nó. Sau đó ta sẽ đưa kết quả ra. Khi đưa kết quả thì ta nhận thấy là người ta đưa tử số và mẫu số ra. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là sell cái thằng tử số rồi sell cách ra đấy, sau thằng mẫu số. Và để ý rằng phân dấu của phân số nó nằm ở trên tử số, do đó ta phải đưa ra cái biến dấu nhân với tử số như trên. Đây. Vậy trên đây là cái đoạn mà cài đặt hướng dẫn thuật toán của bài toán này. Băng làm y hệt thầy à? Ừ, để thầy thì may quá, thế thì thầy sẽ chôm cốt của băng luôn. À quên, mượn cốt chứ ai lại bảo chôm. Thầy sẽ mượn cốt của băng luôn. Băng đừng có ngại, ai phun điểm à, ai điểm cao nhất à, các bạn hãy comment cho thầy điểm của cái bài này mà các em đạt được. Các bạn nào chưa cốt thì các em cài đặt luôn nhé, rồi tranh thủ băng làm đây, rồi ta sẽ Thuận và Gia Bảo được 6 điểm. Rồi ta xem cốt của băng có chỗ nào mà không ổn nào. Đây, chỗ cốt của băng không ổn ở chỗ này. À đâu, chỗ này em khai báo long long hết à? Ừ, cái đang hơi khai báo long long như thế này thì cũng được. Tuy nhiên thì trong cái quá trình lập trình về mức độ chuyên nghiệp thì không không nên như thế băng nhé. Dữ liệu đầu vào kiểu gì, dữ liệu là gì thì mình khai báo kiểu dữ liệu đó. Với các biến trung gian dùng kiểu gì thì ta mới khai báo kiểu dữ liệu to hơn, chứ không ví dụ như thầy can đang cần một xô cát để thầy vá cái miếng vỡ đường ở ngay trước cửa nhà thầy, nó to bằng hai cái bát tô, thì khi đó bạn băng bạn oánh ngay một cái container đổ cho thầy một cái xe cát to vật đấy, thì nó chính là thằng long long đấy. Vậy thì ta chỉ sử dụng thằng long long cho các cái biến trung gian đấy, mà phù hợp, tức là ta phải chọn kiểu dữ liệu phù hợp với cái không gian mà mình đang định chứa. Đó là một cái nguyên tắc bất di bất dịch trong quá trình lập trình. Bởi vì sau này khi các bạn viết các ứng dụng hoặc là viết các cái phần mềm, thì khi các bạn chạy phần mềm, tức là toàn bộ các cái biến này nó sẽ nạp vào bộ nhớ RAM. Đấy. Và khi bộ nhớ RAM nó bị tiêu tốn càng nhiều thì chương trình của các bạn chạy càng lag. Đấy. Càng lag tức là nó bị giật, nó bị crash, chạy nó sinh lỗi, chạy nó thoát ra ngoài. Đấy. Máy cấu hình thấp chạy đơ, nên các bạn thấy một số các cái điện thoại Android mà cấu hình thấp ấy không chơi được các game mà hơi nặng nặng một tí, nhưng mà nếu ai mà cải tiến được cái game đó cấu chạy được trên cả máy cấu hình thấp chẳng hạn, thì bằng đơn giản đó là phải tối ưu từng dòng lệnh một. Ở Việt Nam mình thì thường hay gia công phần mềm, tức là ta mua các cái game của Hàn Quốc, sau đó ta sẽ về ta code lại, thay đổi sử dụng code lại trên nền game đấy để ra một cái game khác rất hay, người ta gọi là gia công phần mềm. Đấy, từ nhân vật bình thường nó là một cái cục vuông vuông di chuyển, nó là một cái khối hình chữ nhật di chuyển, bên kỹ thuật đồ họa họ vẽ thành cái quần nhân vật, áo này, dây chuyền này, tai này, châm cài này, kiếm đeo này, vân vân này, lắc tay, và khi đó cái ông lập trình sẽ ghép từng mảnh, ghép tọa độ từng cái mảnh đấy vào cái khối vuông vuông là tạo ra một cái nhân vật có cái bộ quần áo bay phấp phới. Trần Gia Bảo rồi, cái khi mà mình ấy ra thì ở chỗ này các bạn lưu ý nhé, thằng này là INT, thằng này là INT, nên hai thằng này nhân với nhau sẽ là INT, do đó ở đây ta sẽ lấy một LL nhân với nó nhé. Ta lấy một một LL nó là mà kiểu long long nhé. Nếu p nhân q nhỏ hơn không thì dấu bằng trừ một, ngược lại dấu bằng một rồi.
từ số thì bằng từ số trị tuyệt đối từ số mẫu so với trị tuyệt đối. Tìm ước chung lớn nhất, P bằng thằng này, Q bằng thằng này, C ra thằng này. Thế băng làm hoàn toàn giống thầy. Rồi băng chắc là do ăn ở thôi. Thì ta, mà băng thì ăn ở lại rất tốt với anh em bạn bè. Các bạn khác hãy comment cho thầy biết số điểm các bạn đạt được của cái bài số 2 nhé. Ta xem bài của Trần Gia Bảo. Nào, đây là tìm ước chung lớn nhất theo giải thuật Euclid. Dạo này DeFi ngầu ghê. Đấy, khai báo các biến như kiểu như thầy INT ABCD rồi thì biến kết quả của thầy là biến nào nhỉ? Ở đây các biến trung gian là các biến kết quả đây. Ở chỗ này thì Trần Gia Bảo nhớ xử lý dễ thêm cái phần xử lý dấu nhé. Thêm xử lý dấu của con số. À hình như bạn xử lý luôn ở dưới này thôi. Tôi mất chưa nhìn hết. Đây. Xử lý dấu, xử lý dấu canh hơi kỳ quặc nhưng cũng được. Rồi, như vậy ở cái bài số 2 thì chồng mình đã chữa nhanh. Đây là một cái bài toán liên quan tới thực hiện liên quan tới các phép toán trên phân số. Ở bài này thì người ra đề mong muốn các em sẽ biết cái cách, một là biết cách rút gọn phân số bao gồm cả việc xét dấu của một biểu thức. Các bạn chờ thầy tí nhé, trên bàn của thầy có con ong bảo vệ, nó hơi to một tí, chắc thầy phải cho nó một cái dép. Các bạn chờ thầy một tí, nhưng mà nó đang đậu trên cái pad của thầy, không biết nên đập hay không. Theo các em có nên đập không? Ôi giời, nó vào pad thầy cái là may bực mình nhỉ. Đây. Các bạn thấy trông thầy thì thôi, thầy đã headshot được một phát rồi. Để ngâm rượu không yên thầy trông thế thôi, thầy có thể để đập headshot một phát trúng luôn. Bây giờ con ong nó đang nằm vẫy râu ở trên bàn của thầy. đây con ong bỏ vẽ không nuôi được, con này nó oánh thầy chết toi, có phải ong mật đâu băng. Rồi như vậy thì qua cái bài phân số này thì các bạn nhớ biết được cách thao tác rút gọn phân số. Các bạn nào cài được giải thuật Euclid giống như Gia Bảo cài đặt ở đây được thì tốt. Đây là giải thuật Euclid. Để tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương x và y. Rồi ta sang bài kế tiếp. Ở bài kế tiếp, ở bài số 5, ở bài số 3, bài đếm số lượng ước. Các em hãy comment cho thầy biết số điểm mà các em đạt được ở bài này. Bạn nào mà chưa làm bài 3 thì các bạn comment cho thầy số 0. Bạn còn lại thì các bạn nào mà làm rồi thì các bạn comment cho thầy biết số điểm của cái bài số 3 nhé. Tất cả 12 bạn nhé. Cho thầy biết xem các bạn làm chưa. Buồn buồn băng. Trong khi em băng em bảo em làm cho bỏ được 3 điểm, anh Thuận làm tối ưu lại 2,5. Buồn anh Thuận luôn. Ở bài kệ. Ở cái bài số 3 này là một cái bài cực kỳ hay. Trung cũng chưa kịp làm à? Các bạn khác thì sao? Anh Minh đã kịp làm cái đề này chưa? Hoàng Gia Bảo đã kịp làm chưa? Cái đề này ở trên server của thầy trò mình thì khi các bạn đăng nhập vào thì các em thấy là ta có đấy, khi các em đăng nhập vào thì ta lưu ý cái đề thi thử thì thầy luôn để ở cái bên ngoài nhé. Đây là cái đề thi thử đây nhé, còn đây là mấy cái bài tập của các em lớp cơ bản mới các em mới đang học đây. Thì cái đề thi thử nó nằm ở đây nhé. Có thể ngày mai ta sẽ có một đề thi thử, khi nào có đề mới thì thầy sẽ đăng ở trong các nhóm, và các nhóm các em tích cực làm nhé. Và tối chủ nhật hàng tuần thì thầy sẽ chữa cái đề thi thử này.
và hãy cố gắng làm chấm một lần duy nhất trong nhé, chấm một lần duy nhất. Và để chấm được một lần duy nhất full điểm thì buộc các em phải chạy thử chương trình sinh test tự chấm. Khi các bạn lưu ý, các bạn tìm trên mạng cái phần mềm tên là Themis của thầy Lê Minh Hoàng. Phần mềm Themis này do tiến sĩ Lê Minh Hoàng với thầy Đỗ Đức Đông, tiến sĩ Đỗ Đức Đông là viết ra để chấm các bài thi. Thì các bạn tự sinh test bài làm của mình, sau đó kéo thả test vào trong phần mềm Themis, nó sẽ chấm bài làm của các em em được bao nhiêu điểm nhé. Nhớ sử dụng phần mềm Themis nhé. Và từ đó các em rèn được hai kỹ năng, một là kỹ năng tự sinh test, hai là khả năng tự chấm bài của mình. Đi thi thì thông thường trên máy tính không có mạng, thì các em chỉ không sử dụng các cái ứng dụng online để chấm nhiều test cùng một lúc được, không có những cái plugin để chấm cùng một lúc nhiều test, thì ta bắt buộc phải sử dụng phần mềm. Và các bạn tải cái phần mềm này về tự dùng nhé. Các bạn nào chưa biết dùng thì nhớ báo thầy để thầy hướng dẫn sử dụng. Mà trong đó nó cũng có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt mà. Và ta phải chấm thử trên máy mình nó full điểm rồi mới mang đi nộp ở trên server nhé. Đâu không phải góc quảng cáo, cái này là công cụ đấy. Rồi ta sang tiếp cái bài đếm số lượng ước. Đề bài là đếm số lượng ước của các phần tử có số lượng ước nguyên dương là số chẵn. Đấy, cái bài này thì khi đọc đề thì Phương Nguyên cười gì khi đọc đề thì mọi người hay nhầm đấy. Có bạn thì làm bảo thưa thầy em đi đếm số lượng ước là số chẵn. Thế là bạn thấy cho y chạy từ 1 đến căn n, nếu n chia hết cho y và y là số chẵn tăng đếm lên, nếu u chia y khác thằng y thì và u chia y là số chẵn tăng thằng chẵn lên, sau đó đưa ra kết quả chạy phát nó ra fail, nó chạy ra phô bảo thấy em bị sai. Thì đề có hỏi thế đâu, và do đó ở chỗ ví dụ này thầy đã làm rất rõ cho số nguyên dương n. Số 4 thì nó có 3 ước, số 1 có 1 ước, số 2 có 2 ước, số 7 có 2 ước, số 8 có 4 ước. Vậy thì ta nhận thấy như thế này, các số có số lượng ước là số chẵn là số 2 nó có 2 ước, có số lượng ước là số chẵn, số 7 có số lượng ước là số chẵn, số 8 có 4 ước, số 8 có 1, 2, 4 và 8 cũng là 4 ước. Rồi số 4 nó có 3 ước. Rồi số 1 nó có 1 ước. Rồi thì số 2, số 7, số 8 là các số có số lượng ước là số chẵn. Vậy thì khi đọc đề đa số là ta sẽ bị đọc sai, đọc hiểu nhầm đề của bài toán này. Vậy thì muốn hiểu rõ đề hơn trong kinh nghiệm đọc đề, các em lưu ý nhé. Trong kinh nghiệm khi làm bài ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn đọc thì các bạn căn cứ cái ví dụ người ta giải thích. Bởi vì ví dụ này nó sẽ làm rõ và nó sẽ trả lời cho các em bài này cho cái gì và cần tìm cái gì. Một số các bạn khi đọc đề thì đọc nhanh qua phần này, sau đó quay ra nhìn cái input, sau đó nhìn cái output, sau đó đưa ra dự đoán kết quả. Như vậy thì nó sẽ bị thiếu mất dữ kiện của đề bài. Vậy một trong những cái mấu chốt để tránh bị nhầm hiểu đề đó chính là đọc các cái ví dụ của đề bài. Nhắc cái ví dụ ở đây, thông thường người ta sẽ có một cái ví dụ để giải thích đề. Và đây là một cái có tính chất then chốt, không bị sai. Rồi về với cái bài toán này thì ta sẽ áp dụng thuật toán chạy bằng cơm. Đề bảo như thế nào thì ta sẽ làm như thế đấy. Và cái content này, bài này thì các bạn có thể ngồi code luôn được nhé. Ta có subtask thứ nhất, đề bảo như thế nào. Bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc là Trần Gia Bảo, thầy ơi sao em được 0,5? Cái này Gia Bảo có thể xem lại code của mình nhé. Tí nữa có gì thầy có thể xem lại. Tuy nhiên thì em sẽ bằng 1/5 lần của anh Thuận, bằng 1/6 lần của chị Băng, cố lên. À chạy quá thời gian rồi. Chắc là em cho chạy y chạy từ 1 đến n. Ta tổ chức cái hàm đếm ước. Nhiều hơn anh em vui nửa điểm. Băng đã tải được rồi. Cài ra để dùng nhé. Tí nữa thầy hướng dẫn qua cái cách sử dụng phần mềm Themis thì để các bạn sử dụng luôn, nó khá đơn giản.
Đề bài khi đếm ước thì ta lại thận trọng nhé. Thằng AI là 10 mũ 9 thì tham số ở đây sẽ là INT, U. Còn nếu thằng AI ở đây là long long, là 10 mũ 12 chẳng hạn, thì ta sẽ sử dụng long long. À, bảo đếm ước như thế thì đúng là bạn đã được một vé đi trong xe nhé. Ta tổ chức cái hàm đếm ước. Đấy. Về bây giờ dữ kiện đề bài thì ta nhận thấy ở chương trình của mình thì ta có bước 1, ta sẽ thực hiện nhập dữ liệu. Bước thứ hai ta thực hiện yêu cầu của bài toán. Ở bài toán bây giờ người ta hỏi cho n vào dãy A1, A2, AN, hãy đếm số lượng phần tử có số lượng ước là số chẵn. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc khởi tạo. Cái biến z là kết quả của bài toán ghi số lượng các chữ số, ghi số lượng các số có số lượng ước là số chẵn, nghe rất lòng vòng. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc duyệt y chạy từ 1 cho đến n và thầy thực hiện hai việc. Thầy gọi p là số lượng ước, thầy đếm ước của thằng AI. Ở đây rất nhiều bạn có thói quen là mang thằng đếm ước này đi so sánh luôn, thì dẫn đến trong chương trình hàm đếm ước nó bị gọi quá nhiều lần. Mà rõ ràng với mỗi số nguyên dương AI ta chỉ cần đếm ước một lần. Còn các bạn nào cao thủ hơn nữa, khi số lượng phần tử AI nhỏ hơn 10 mũ 6 thì các em có thể chuẩn bị sẵn cái mảng lưu số lượng ước của tất cả các số nguyên dương AI. Khi đó nếu bài toán mà gọi là bài multiple test nhiều dãy AI thì các ta chỉ thực hiện với mỗi số AI ta chỉ thực hiện luôn là trạng thái số lượng ước của nó là số chẵn hay số lẻ luôn. Kiểu giống như sàng nguyên tố ấy. Rồi về bây giờ ta gọi P là số lượng ước của thằng AI. Theo đề bài thì nếu P là số chẵn thì tăng red lên. Đấy, thì ta tăng red lên. Đấy. Và tới đây thì các bạn nhận thấy rằng ồ, mình chạy như thế ngon rồi. Cái ta thu được bước 3 là ta đưa red ra. Vậy thì ta làm như thế này thì ta nhận thấy rằng ta đang chạy với hình thức chạy bằng cơm thật. Vậy thì ta nhận thấy ở đây ta có độ phức tạp thuật toán là gì? Độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Nhập dữ liệu ta mất ON, khởi tạo red O1 và thực hiện cho y chạy từ 1 đến N. Nên vậy thằng này là mất ON, đếm ước là mất O của căn của AI. AI lớn nhất, vậy độ là thằng Rmax. Đấy, vậy thì độ phức tạp của thuật toán này là mất, viết bởi ký pháp ô lớn là chữ O in hoa. Ở vòng for ngoài nó mất N, Vũ Huy nhé. Ở vòng for trong đi đếm ước của một số nó mất căn bậc 2 của số cần đếm ước. Do đó nó sẽ mất căn của thằng Rmax. Trong đó Rmax là giá trị lớn nhất của mảng A. Vậy thì với đề bài này N người ta cho 10 mũ 5. Ồ, đây là 10 mũ 5. AI là 10 mũ 9, căn của 10 mũ 9 là 10 mũ 4. Vậy thì 10 mũ 5 nhân 10 mũ 4 là bằng 10 mũ 9. Vậy thì làm cách này thì các bạn thường sẽ đạt được khoảng 60% điểm của bài. Đấy. Như vậy đây là cách làm thứ nhất, sáng tác 1. Bài toán và đây cũng là cái cách các bạn sẽ tính toán độ phức tạp của thuật toán. Cái lớp KCB2 và lớp KCB1 chắc đợt tới thầy sẽ mở thêm cái lớp lập trình nâng cao cho hai cái lớp KCB2 và KCB1. Hy vọng các bạn sẽ theo học cái lớp đấy. Ở trong lớp mình thì có một số các bạn đang học ở lớp lập trình nâng cao KNC2 rồi. Thì hôm nào thầy mời các bạn tiếp tục tham gia cái lớp lập trình nâng cao để học những cái chuyên đề hay ở phía sau. Rồi thì trong đó có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Để đánh giá độ phức tạp của thuật toán, thầy trò mình sẽ thực hiện các công việc là tính độ phức tạp của từng đoạn chương trình, sau đó ta lấy cái thằng mắc lớn nhất trong những thằng đấy. Nhập dữ liệu độ phức tạp là ON, duyệt tới đây là ON, nhưng mà trong duyệt mình đi đếm ước nên nó sẽ là N nhân với đếm ước. Thằng đếm ước thì mình lại cho chạy từ 1 cho tới căn U nên độ phức tạp nó là lên tới căn của U. U lớn nhất là căn của AI mà AI lớn nhất là
phần tử lớn nhất của mảng là thằng Rmax đấy. Mà Rmax lớn nhất đó chính là giới hạn của đề bài là 10 mũi 9. Và từ đó mình suy ra rằng là làm theo cách trên thì ta không tối ưu. Rồi bây giờ thầy chụp lại cái này để gửi tới các bạn nào. Cô Thoa cô gửi nhầm đi vào trong UKCB2 này. À, quên cái nãy giờ quên không gửi vào lớp KNC. À, thì tí nữa mà xong chưa xong cái đề này mà còn thời gian thì các bạn lớp ở KNC và các bạn kia ở lại ta học tiếp phần đồ thị nhé. Hôm trước thầy bị trùng lịch hôm nay, cái ca sau nó lại sát ca trước rồi mà ta không tiếp tục được. Hôm nay ca thì các bạn lớp nâng cao về cơ bản cũng đủ ở đây rồi. Thiếu hơn một hai bạn. Rồi ta sẽ tiếp tục nhé. Rồi như vậy với cái cách làm như trên thì ta thấy độ phức tạp của thuật toán là O căn N. Vậy thì ta sẽ cải tiến thuật toán. Vậy thì ta có sắp tác 2. Vậy thì cải tiến thuật toán làm thế nào thì ta nhận thấy như sau. Nhìn vào giới hạn nhìn vào ở đây thì ta nhận thấy như sau. Số 4 này nó có 3 ước, số 1 nó có 1 ước. Các số còn lại nó đều có số lượng ước là chẵn. Nào bây giờ thầy cần các bạn comment cho thầy một cái số nào đó dưới 20 nè. Cả nhà hãy comment cho thầy một số dưới 20 nè. Rồi thầy lấy Vũ Huy là số 7. Ok, số 7 có rồi. Thuận 16 bằng số 8. Số 8 có rồi. Vậy ta lấy số 16 nhá. Bây giờ số 16 nó chia hết cho các số 1, số 2, số 4, số 8 và số 16. Từ đó suy ra số 16 có 5 ước. Suy ra số lượng ước của nó là lẻ. Rồi Trần Gia Bảo cho số 19. Số 19 là chia hết cho 1 và 19. Nó là số nguyên tố thì nó ra là 2. Đấy. À, xem có bạn nào có số nào đẹp nữa không? Các bạn khác cho thầy các số nguyên khác nào. À, băng cho số 21 rồi. Số 21 chia hết cho 1 3 7 21. Khôi Nguyên đi theo chị Băng được. À, Nguyên học lớp mấy nhỉ? Thầy quên mất rồi. Khuôn Nguyên học lớp mấy nhỉ? À, Khuôn Nguyên học lớp lớp 9 nên. À, thế thì gọi chị Băng đúng không? À, thôi thế lấy một số nào cũng được. Rồi như vậy số này là nó sẽ có bộ 4 nước. Rồi, cái này cũng là chán. Thôi cái ông Trung ông ra số đấy thì thầy tính xong rồi thầy cho mình đi ngủ luôn. Mà chưa chắc. Ôi nói thế mấy hôm nay thầy đang bị mất ngủ này. Nên các bạn thấy mấy hôm nay trông thầy già cả đi gần như 100 tuổi. Nói thế thôi. Chưa đến 100. Thiếu có mấy chục nữa là thầy đủ 100. Ô anh Nguyên thì cũng nghe. Số 25 chia hết cho 1, chia hết cho 5, chia hết cho 25. Đấy. Suy ra nó có 3 ước ra và số ước là lẻ. Rồi từ đây thì mọi người nhận xét cho thầy như thế nào? À, năm nay thầy vừa tròn 40 băng ạ. À, ta thầy nhận thấy là số 4 nó có 3 ước, số 1 có 1 ước, số 16 có 5 ước, số 25 có 3 ước. Ừ, thế buồn quá, chẳng bù cho bé Châu Anh nhà thầy năm nay mới đang lên lớp 4 băng ạ. Trời ơi. Chứng tỏ ngày xưa thầy thầy tí nữa thì ấy vợ. Thôi, tao quay trở lại câu chuyện dân IT nên các bạn nam cứ bình tĩnh nhá. Muốn sắm được một cái phòng máy mà toàn đồ công nghệ thì các bạn khoan đã lấy vợ sớm. À,
Ngày xưa ước mơ của thầy là có một cái căn phòng là có trước mặt mình là có ba con màn hình, hai con bên là ba con màn hình cong, trước mặt có một cái cây mà có bộ tản nhiệt bằng nước, bằng dung dịch xanh đỏ đỏ đấy, có đèn đấy, chuột bàn phím cơ, có cả ghế livestream nữa, trời ơi, có hệ thống camera, hệ thống ghi âm. Ca này khó lắm chung ạ. Ước mơ Vũ Huy cũng thế à? Băng cũng ước mơ như thế. Con gái thì ước mơ chắc chắn là được, sau này các em kiểu gì cũng có hai mức lương mà. Đó là Gia Bảo bảo chính xác đấy. Wow, nếu mà có được một căn phòng như thế thì Vũ Huy mà thấy thì ngồi trong cái căn phòng đó thì thôi rồi đấy. Ừ, quá ngầu. Thực tế thì cũng không đến đâu Phương Nguyên ạ, không đến 100 tủ đâu. Cái con mà ba con màn hình 27 inch bây giờ nó khoảng tầm 2,7 triệu, 2,8 triệu một cái màn hình mà. Nếu mà mình mua cái màn hình mà đã qua sử dụng thì nó có khoảng tầm hơn gần 2 triệu một cái. Cái ghế livestream bình thường hoặc là mua tạm cái ghế đều như của thầy thì chắc tầm 2 củ. Chuột bàn phím cơ thì chắc là tầm 5 củ. Ấy à, cũng nhiều nhiều đấy. Ừ, công nhận cái CPU cái cây kiếm được mấy con gà cạc RTX nữa thì thôi rồi. Đấy, nhìn như vậy thì ai cũng hóa ra là trong nhóm ta ai cũng có ước mơ là có những cái phòng lab, chắc là sau này phải phấn đấu nhưng mà bí mật nhé, thầy phải giấu quỹ đen để làm một phòng lab thế mới được. Thế nhưng mà video thầy đăng kênh kênh YouTube thì giấu kiểu gì à trời. Các bạn tuyệt đối không được khai đâu nhé, Băng có xuống nhà thầy chơi thì tuyệt đối là không được khai với vợ thầy nhé. Hôm nào Trung có khỏi chân qua nhà thầy chơi thì Vũ Huy cũng không được khai với thầy giáo nhé, chứ không hôm sau thấy thầy bảo nguy hiểm. Được rồi, vậy thì mọi người hãy cho thầy biết các cái số thầy tô đậm như thế này nó có đặc điểm gì, số 4, số 1, số 16, số 25 có đặc điểm gì. Đấy. Nào các bạn nhận thấy các số có số lượng ước là số lẻ nó có đặc điểm gì? Đấy, Vũ Huy đề xuất luôn nó là số chính phương, hoàn toàn chính xác. Như vậy thì ta nhận thấy ta có một cái nhận xét có tính chất gọi là nó giống như là một cái nhát dao cực kỳ sắc bén ấy. Và cái như này nó có tính chất then chốt của bài toán, ta có một cái nhận xét đó là các số nguyên tố, à quên nhầm, các số chính phương có số lượng ước là số lẻ, các số nguyên còn lại có số lượng ước là số chẵn. Đấy. À, lý do rất đơn giản, bởi vì trong cái quá trình mình đi đếm ước ấy, mình nhận thấy rằng nếu y là ước của n mà y khác n chia y thì tăng luôn cái thằng u chia y cũng là ước của n. Như vậy y nó sẽ là bằng y cộng 2. Nó chỉ bằng y cộng 1 trong trường hợp đó là thằng y bằng thằng u chia y, tức là thằng y bằng phần còn lại, hay nói cách khác nó là số chính phương. Đấy. Vậy thì à thế à, băng thế chắc là trong lúc thi là chưa phát hiện ra thôi. Vậy thì với cái nhận xét có tính chất chí mạng như thế này thì ta quay về bài toán kiểm tổ chức một cái hàm. Đấy, ta tổ chức cái hàm đi thực hiện là số chính phương, chính phương của một số nguyên dương u có là số chính phương hay không. Nhớ nhé, trong bài thi các bạn giả vờ đề xuất những cái giải, những cái số và sau đó mình vui phân tích nó ra thừa số nguyên tố. Ai chả vui công lực thật là mạnh. Đây, ta thử đề xuất các đấy và ta giả vờ chứng minh cái nhận xét của mình đề xuất có đúng hay không. Và trong đi thi ăn nhau ở cái chỗ đề xuất này. Và ta nhận thấy rằng tổ chức một cái hàm để kiểm tra xem nó có là số chính phương hay không. Vậy thì bây giờ ta quay về cái bài toán của mình, cũng chia bao gồm có cả ba ba bước như trên. Bước 1 nhập dữ liệu, bước thứ 2
Bước một nhập dữ liệu, bước hai thực hiện duyệt. Vậy thì bước một thì ta sẽ nhập dữ liệu, bước hai duyệt qua tất cả các phần tử nếu nó là số chính phương. Đấy. Chỗ này sao nó nhạt thế nhỉ? Nếu cái chính phương của thằng AI mà bằng chu, chứ bằng chu thì ta thực hiện tăng thằng red lên. Đấy. Vậy thì làm như trên thì ta nhận thấy rằng độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện, viết tắt bởi chữ ký pháp ô lớn. Vậy thì ta có độ phức tạp của thuật toán là ô của là. Vậy thì ở đây ta nhận thấy nhập dữ liệu mất ô n, duyệt y chạy từ 1 đến n. Để kiểm tra xem một số có là số chính phương hay không, ta kiểm tra xem căn bậc 2 của nó có bằng phần nguyên căn bậc 2 của nó hay không. Nó mất ô 1, n nhân 1 bằng n. Vậy thì độ phức tạp của giải thuật là ô n. Và với giới hạn của đề bài, n nhỏ hơn bằng 10 mũ 5, nó hoàn toàn chạy được. Trên thực tế, nó có thể chạy lên tới được n bằng 10 mũ 6. Máy xịn hơn, nó có thể chạy lên tới n bằng 10 mũ 7. Tuy nhiên, máy của thầy Thành chỉ chạy lên tới được 10 mũ 6. Hôm nay, thầy mới đọc bài cái công nghệ mới về cái chip Intel. Thì nó chuẩn bị ra chip Intel đời chỉ số đời thứ 14. Thì thầy thấy thầy buồn cho thầy quá. Rồi chúc mừng Băng đã AC bài. Như vậy thì mọi người để ý với thầy là muốn có mấy câu hình cao thì Khoan đã lấy vợ các bạn nam nhé. Còn các bạn nữ thì à, có mỗi bạn Băng là nữ. Mấy con AMD á, thực tế thì thầy không đánh giá cao AMD lắm, hay là do từ lâu thầy bị ngầu fan của Intel rồi. Thấy con mấy con Intel đời số 14, i3, i5, i7, 14, trời ơi, nó chuẩn bị ra mà thấy. Ừ, làm quen dần đi, có gì cả nhà chia sẻ kinh nghiệm cho bạn Băng với nhá. Như vậy với cái độ phức tạp thuật toán như trên thì cả nhà nhận thấy bài toán số 2 này, bài toán số 3 này, để cốt đấm một đấm AC để phun được 20 điểm à, phun điểm bài này thì trong giờ thi thì ta nhận thấy rằng chỉ những cái bạn có năng lực xứng đáng đạt giải được giải nhì thì mới đề xuất được cái giải thuật này. Đấy. Trong giờ thi mình nghĩ được, bởi vì trong thời giờ thi nó áp lực lắm. Cái đứa ngồi trước thì nó xinh, cái thằng bên cạnh ngồi về thì nó lại vô cùng đẹp trai. Cái thằng ngồi sau nó gõ bàn phím quay 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 quanh. Có thằng thì đang ngồi chơi trò kéo bài. Tức là bên trong phòng thi nó không khí nó hỗn loạn lắm. Mà làm sao mà mình nghĩ ra được cái nhận xét như có tính chất chí mạng như thế này thì đó là chuyện không tưởng trong một giờ thi. Vậy muốn có được điều đó thì các em cần phải rèn luyện rất lớn từ các cái thao tác bài tập cơ bản này. Ở trong khóa lập trình nâng cao thì các bạn rèn luyện được nhiều hơn nữa. Các bạn theo lập trình nâng cao thì các bạn nhớ làm bài tập theo tiến độ nhé. Toàn bộ các tập bài của lập trình nâng cao đã có test trên server. Số nguyên tố, số lượng ước của nó là số chẵn. Nên ý của Thuận nói là những cái thằng nào là không phải là số nguyên tố thì kết luận là nó lẻ thì nó chưa đủ. Nhưng mà nếu nó kết luận nó là chẵn thì đúng. Ờ à, đúng rồi. À chính xác đấy. À, vừa rồi thì Thuận đề xuất ra thì thầy mới nhớ ra rằng là có một cái số mà thầy trò mình quên mất. Số 7 nó có hai ước, nó là số nguyên tố, và số nguyên tố thì cũng là thỏa mãn điều kiện. À như vậy thì ta đề xuất thêm một cái nữa nhá. Đấy may quá. Thế em vừa cốt vừa nói chuyện. Hoặc các số nguyên tố có số lượng ước là số chẵn. Đấy. Quên mất đấy. May cảm ơn em Thuận đã donate cho cái đoạn này. Đấy. Như vậy thì ta cần tổ chức thêm một cái hàm nữa là hàm nguyên tố.
Tuy nhiên thì cái hàm nguyên tố của mình thì làm như thế này thì hơi hoang mang gì, thế nó là phải liên quan tới sắp tác 3 nữa. Bởi vì cứ với mỗi thằng AI ta đi kiểm tra tính nguyên tố một lần thì khi đó ta thấy rằng là chi phí nó vẫn quá lớn. Ồ, hóa ra bài này nếu mà có thêm ca này cũng hơi nguy hiểm, chặt ra vào. Chung không nghĩ cái gì lại nghĩ đến cái vấn đề. Vậy thì làm bài này thì do hàm nguyên tố của mình là vẫn phải mất ô căn nở các em, nhưng mà nó lại chạy được trong cái trường hợp nếu mà thằng nó là số chính phương thì đưa ra. Chết rồi, vừa rồi cô Vũ Huy có nói số 9 nó có ba ước. Đọc vào nha, ta quay trở lại nào. Thầy buồn thầy quá. Quên 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 số 9 nó là số chính phương. Số chính phương thì nó có số lượng ước là số lẻ. Đây là quên mất thì đấy. Vừa nói chuyện này. Số chính phương có số lượng ước là số lẻ, các số nguyên còn lại có số lượng ước là số chẵn. Rồi. Đấy. Vừa nói chuyện này. Như vậy nếu nó không phải là số chính phương. Đấy. Chỗ này ta sửa lại một tí nhé. Vừa nói chuyện cái là cốt cái là bay màu ngay. Khoan nhá, đề bài người ta yêu cầu lại là ta đi đếm số lượng các số có số lượng ước là số chẵn. Các số có số lượng ước là số chẵn đó là các số không phải là số chính phương. Đấy. Thì ta có nhận xét số chính phương có số lượng ước là số lẻ. Đây. Vậy thì các thằng còn nào mà không phải là số chính phương thì nó là số chẵn. Nhá, ta cập nhật lại chỗ này để giúp thầy cái. Thầy mải nói chuyện với các bạn ạ. Đâu, chẳng qua thầy thử cho em thôi để xem các bạn có phát hiện ra không thôi. May có rồi, ok rồi, mải nói chuyện quá quên mất đấy. Trong khi làm là phải tập trung, nhất là khi đi thi làm sao mà tập trung được. Đây gọi là câu nói dối truyền thuyết đúng không chứ phải. Rồi như vậy thì với cái bài toán này thì khi đi thi thì nó là không phải tự nhiên nó đặt ở vị trí câu 3, các bạn nhớ nhé. Không phải tự nhiên câu một câu nó được đề xuất ở vị trí câu 3, mà cũng không phải tự nhiên nó đặt ở vị trí câu 2 hay câu 1. Đấy. Mà ta phải để ý là trong trong cái quá trình mà mình đọc đề ấy, thì mức độ khó của các câu người ta đã sắp xếp theo thứ tự của đề rồi, nên trong cái kinh nghiệm khi đi thi thầy cũng chia sẻ với các bạn về, thầy phải nhắc lại rất nhiều lần đó là thứ tự làm các bài bắt buộc phải làm 1, 2, 3, 4, 5, làm từ đầu đến cuối. Dù rằng câu 4 mình biết cách làm rồi nhưng mà cứ bình tĩnh, câu đó ít điểm cứ bình tĩnh, câu 1, câu 2 làm full điểm chắc cái đã, câu 3 cũng thế, câu 4 sau đấy đến câu 5 các bạn phải làm theo thứ tự từ trên xuống dưới. Có thể lúc các bạn đọc đề các bạn chưa có ý tưởng nhưng nó không thể khó bằng câu phía sau được. Đấy. Chung là cái trường hợp đấy thì cũng chưa thấy. Bởi vì mọi người vẫn theo thói quen là cốt bài 1 trong khoảng 15 phút, cốt bài 2 trong khoảng tầm 40 phút, rồi cốt bài 3 trong khoảng tầm 60 phút, rồi cốt bài 4 trong phần còn lại. Thế mà đi thì có đứa nó cốt 45 phút nó ngủ luôn đấy. Thế mới tải. Tất nhiên không được 20 điểm. Rồi, như vậy với cái bài toán này, nếu mà trong bài thi của mình thì khi cài đặt thì các em cũng có thể cài đặt nó một cách nhanh nhất có thể và cố gắng với từng này dòng cốt, với kỹ năng gõ gõ một cò hoặc là sử dụng kỹ năng 10 ngón bao gồm cả ngón chân thì ta thấy là ta cũng phải mất khoảng tầm 15 phút thì mới cài đặt xong được.
Rồi bây giờ thầy cho mình sang bài kế tiếp. Bài này thực sự là một bài hay cho bài số 4. Đề bài là cho số nguyên dương n và dãy A1, A2, AN. Với mỗi truy vấn UV thì người ta yêu cầu đếm số lượng số nguyên tố trong đoạn từ U đến V. Ừ, đây là trong trường hợp người ta muốn tăng tốc, vâng ạ. Thì vậy thì các em nhận thấy rằng với cái bài toán này thì ta nhận thấy với mức bộ số UV người ta hỏi xong là trong từ U đến V có bao nhiêu bộ số nguyên tố. À, như vậy ta thấy rằng lâu 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 nay các bài tập về số nguyên tố khá nhiều nhỉ. Đấy. Trung lại bắt đầu đề xuất ra một cái mô hình phòng lab mới đúng không? Và cả ở nhà. Rồi, bây giờ ở thuật toán của bài toán này thì ở trong bài số đoạn số nguyên tố các em lưu ý giúp thầy. Thầy cho mình sẽ thực hiện giải quyết cái bài toán đoạn số nguyên tố này. Các bạn nào mà chưa đọc kỹ đề thì các em vào server thì các em ielp.hocto.org để tải lại cái đề nhé. Đấy. Trong quá trình làm các bạn nào mà chấm bài mà không thấy máy nó chấm hoặc là không đăng nhập được thì các em phải nhắn qua Zalo giúp thầy luôn. Nói nhắn qua Zalo thì thầy mới chán. Thầy mới reset lại con máy và kết quả là thầy quên iCloud. Thế là bây giờ không cài được cái ứng dụng nào bao gồm cả Zalo lẫn danh bạ. Nên là bình thường các bạn gọi Zalo nếu mà không thấy thầy trả lời là do máy của thầy chưa cài Zalo, thầy đang phải sử dụng Zalo PC. Rồi, như vậy ở cái thuật toán thứ nhất của bài toán này thì ta nhận thấy đây là một cái bài toán vô cùng hay. Cái bài toán bé của bài toán này. Ôi cái con iPhone 7 của thầy bây giờ ném xuống ao nó cũng không hỏng. Thôi tốt nhất sau này thầy có điều kiện thì thầy sẽ mua iPhone 14 Pro Max để tặng băng và tặng các bạn. Các bạn thấy thầy hào phóng không? Rồi ở sắp tác thứ nhất, ta quay về bài toán mỗi bộ số UV. Đấy, ta đi đếm số lượng số nguyên tố trong đoạn chỉ số này trên mảng A. Đấy. Vậy thì trên mảng A thì ta thực hiện cái công việc đi đếm số lượng số là số đếm với một bộ số UV ta đi đếm số lượng số nguyên tố từ U đến V. Đấy, các bạn chờ đấy. Có chỉ số từ U đến V trên mảng A. Vậy thì ta nghĩ ngay đến một cái giải thuật bằng chạy bằng cơm là giải thuật là ta sẽ tổ chức cái hàm nguyên tố. Hàm nguyên tố này thì trong 100 bài các bạn cài đặt phải giống nhau. Ta không cần sáng tạo. Nha. Ta tổ chức một cái hàm nguyên tố để kiểm tra xem một số nguyên có là số nguyên tố hay không. Đấy. Đã hàm này thì mức độ phức tạp thuật toán là ô căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Ở đề bài này AI cho ta là 10 mũ 6 nên căn bậc 2 của nó chỉ là 10 mũ 3. Ừ, có vẻ được chấp nhận được. Vậy thì ta sẽ thực hiện là bài toán bao gồm có các cái bước như sau. À đấy, có mấy em học sinh có phản hồi lại là vào cái video của thầy đăng lên YouTube nó chất lượng ảnh nó thấp quá mà thầy chưa biết làm thế nào để cho nó cao. Nó không điều chỉnh chất lượng ảnh được mà rõ ràng cái record này là chất lượng ảnh nó khá tốt rồi. À, bước 1 thì ta thực hiện nhập dữ liệu. Bước 2. Đầu tư webcam. Ừ, có lẽ thầy phải đầu tư webcam, thầy đang sử dụng cái con cam của laptop. Nó đang sử dụng cam 0.3 ấy, nhưng mà thầy đang nói cái record đó, cái code này cơ. Ủa chào con. Bố đang dạy các anh ạ. Chờ thầy trước thầy hay dùng Bandicam để record. Tuy nhiên thì bây giờ thì nhưng mà thằng Bandicam thì nó cũng cho cả chức năng record cả màn hình nhé. Con sang bên kia bố đang dạy. À. Thì kéo ghế sang gần quá. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là nhập dữ liệu thì và ta sẽ nhập như thế nào? Nhập dữ liệu thì ta sẽ đọc cái thằng T. À, đề bài này thì ta nhận thấy rằng là cho số nguyên dương n và số
dòng đầu chứa số nguyên dương N và số P. Dãy thứ hai là dãy AI và số thứ ba là bộ số này. Ồ, vậy thì ta duyệt y chạy từ 1 đến n thì ta sẽ đọc cái thằng AI vào trước đi. Rồi bây giờ ta lại duyệt y. Mày bố làm gì có xem con cho Con y. không Rồi thì ta duyệt y chạy từ 1 cho tới p và thực hiện công việc. Công việc ở đây nó thể hiện một cách rất chuyên nghiệp, đó là ta xây in vào một bộ số UV và ta sẽ thực hiện gọi thủ tục xử lý thằng UV. Thủ tục xử lý UV sẽ thực hiện cái công việc là đưa thủ tục này sẽ thực hiện cái bài toán là đếm số lượng số nguyên tố có chỉ số từ U tới V trên bảng A. Đấy. Vậy thì với cái cách đọc như trên thì ta nhận thấy rằng cái hay nhất của thầy trò mình là tổ chức được thủ tục xử lý này nhé. Vậy thì với ta sẽ ta có chương trình chính. Ta có chương trình chính như sau. Đấy. Vậy thì mọi người hãy để ý cho thầy cái cách đọc với những cái bài dưới dạng multi-test nhé, gọi là multiple test, là bài nhiều nghiệm, nhiều bộ số UV, và với mỗi bộ số UV người ta yêu cầu mình thực hiện một việc gì đấy. Thì các bạn nên tổ chức một cái thủ tục để giải quyết cái bài toán con đấy, chứ tuyệt đối không code tất cả vào trong chỗ này nhé. Đấy. Code vào trong chỗ này thì người ta bảo nó hơi buồn cười. Vậy thì bây giờ cái đây là hàm nguyên tố. Rồi bây giờ ta tổ chức cái void xử lý. Đấy, với bộ số UV. Vậy thì trong thằng void xử lý này bây giờ ta thực hiện theo đúng cái bài toán của mình là bài toán đi đếm số lượng các số nguyên tố. Vậy thì để đếm được thì ta nhận thấy như sau. Thì ta sẽ thực hiện giống như các cái bài toán khác, thì ta có thể khởi tạo cái biến đếm hoặc là biến rect bằng không cho với mỗi cấu hình. Vậy thì ta sẽ duyệt bắt đầu ta sẽ duyệt y chạy từ 1 cho tới xin lỗi không phải chạy, ta chạy từ U cho tới V. Đấy. Khi đó ở đây ta có nếu cái thằng AI là nguyên tố. Đấy thì nếu AI là số nguyên tố thì ta tăng thằng Z lên. Ta tăng thằng Z lên một đơn vị. Thực hiện xong cái công việc này, cái ta thu được số lượng số nguyên tố nằm trong đoạn từ U đến V. Vậy thì ta sẽ thực hiện đưa thằng Z ra. Đấy. Vậy thì các bạn nhận thấy rằng là chi phí của mình tốn nhất nó ở chỗ này. Ở đường vòng ngoài thì mình cho for cho đến V với một bộ số tệ nhất là bộ số 1N thì nó phải for y chạy từ 1 đến N. Nếu ai là số nguyên tố thì tăng y đếm lên. Đấy. Và như thế thì nó quay về về là ở đây vòng này nó for mất V, vòng này mất căn bậc 2 của AI. Nên làm theo cái sắp tác như thế này thì ta thấy độ phức tạp của thuật toán là ô của vòng for này thì với mỗi bộ số UV thì nó sẽ mất là tối V tối đa là bằng N. Với mỗi thằng AI ta kiểm tra tính nguyên tố thì mất căn của thằng AI là căn của thằng Rmax, là Rmax là giá trị lớn nhất. Với mỗi bộ số P ta gọi thủ tục xử lý một lần nên độ phức tạp của nó sẽ là bằng P. P là số lượng bộ test.
Đấy, nhân nở, nhân căn của Rmax. Ở đây thì ta nhận thấy như sau. P của mình là số lượng bộ test. Ở đây P người ta cho P không cho giới hạn gì. Tôi cứ cho là 10 mũ 5 đi. Rồi N của ta là cho là 10 mũ 5. AI là 10 mũ 6. Căn của AI là bằng 10 mũ 3 nhân 10 mũ 5 là bằng 10 mũ 8. Nhân với thằng P nữa, thế là thầy trò mình bay màu luôn. Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải giảm số lượng test đi. Và khi làm như thế này giảm đi thì ắt hẳn các em đều nghĩ đến rằng với một bài toán mà cần kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần thì ta nên đấy. Với một bài toán kiểm tra tính nguyên tố nhiều lần thì ta nên sử dụng sàng nguyên tố. Và ở bài này thì ta hoàn toàn có thể áp dụng tư tưởng sàng nguyên tố được. Các bạn trở lại đi. Để đây. Chụp lại em. À, các bạn nào làm theo cách này thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào mà làm theo cách khác comment cho thầy số 2. Rồi, Quý Hy làm theo số 1, Thuận và Băng làm theo cách khác. Rồi. Như vậy thì các bạn nhận thấy rằng bài này Trung cũng làm theo cách 1. Vậy thì làm theo cách này thì ta thấy rằng bài toán bảo như thế nào ta làm như thế đấy. Đi thi làm như thế này các bạn chắc chắn sẽ có điểm và kiểu gì cũng đạt được một giải. Đấy. Còn giải gì thì ta chưa biết. Và ta nhận thấy rằng với một cái bài khó có ta tạm gọi là hơi khó đi. Với cấp trung học cơ sở thì nó hơi khó thật. Nhưng với cấp trung học phổ thông thì cái bài này nó đặt ở vị trí 4 là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì bài này vừa phải xử lý multiple test, vừa phải tổ chức hàm nguyên tố, rồi tổ kiểm soát được cái chương trình này và biết cách sử dụng sàng nguyên tố. Vậy thì ở cái sắp tác 2 thì ta nhận thấy và chứ chưa ép thời gian các bạn chờ đợi một tí không nó lại bay ra ngoài giống như hôm trước. Để tí nữa để cho mình nói lòng vòng một tí cũng lâu ghê. Ở cái sắp tác 2 thì ta nhận thấy như sau. Ở sắp tác 2 thì do ok ta có nhận xét với mỗi bài khi các bạn cải tiến thì các bạn tự nghĩ ra một cái nhận xét nhé. Nhận xét của mình là bây giờ ta sẽ thực hiện là với vì cái việc kiểm tra tính nguyên tố bị gọi nhiều lần à, nên ta dùng cái sàng nguyên tố thì ra tốt thế này để chuẩn bị để sẵn cái mảng FI lưu trạng thái các số nguyên tố từ 1 cho tới giá trị cần sàng và đây ta sàng cho tới thằng Rmax. Vậy thì khi như ở các buổi trước và thì các bạn nhận thấy khi áp dụng giải thuật sàng nguyên tố ta nên phải biết được mình định sàng tới đâu. Bởi vì cái dãy số AI này ta phải ví dụ như với dãy số này để kiểm tra tính nguyên tố của các số thì thầy chuẩn bị sẵn một cái mảng F chứa các số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 cho tới Rmax. Như vậy từ 1 cho tới 8. Vậy gặp bất cứ số nào trong khoảng này thầy luôn trả về trạng thái nó có là số nguyên tố hay không trong độ phức tạp là O1. Đấy. Vậy thì ta có giải thuật sàng nguyên tố để ra tốt thế nhé và giải thuật sàng nguyên tố là độ phức tạp của nó O của giá trị cần sàng. Vậy thì ở bài toán này thì ta sẽ quay ra bước chuẩn bị thì ta có bước 1 thì ta sẽ thực hiện. À, thôi thầy copy luôn cái cục này xong thầy sẽ cải tiến luôn đây cho nó nhanh.
Bây giờ ta không tổ chức cái hàm nguyên tố nữa, mà ta sẽ chuẩn bị thủ tục sàng Eratosthenes cho tới cái giá trị nguyên số nguyên dương u. Thì thuật sàng này nó là một cái void chứ không phải một cái int nhé, mọi người tránh nhầm lẫn nhé. Thầy đã có một cái anh học sinh vừa ở đội của thầy bay màu bởi vì sử dụng int sàng. Đây là sàng Eratosthenes sẽ đấy. May sao năm đấy anh ấy vẫn đạt được giải khuyến khích cấp tỉnh và anh ấy thi lập đội tuyển cấp quốc gia vẫn đạt là giải ba quốc gia, bởi vì chỉ nhầm có mỗi int ở chỗ này. Rồi, như vậy thì ta phải sử nhớ với cái thủ tục sàng nó là void sàng nhé. Chính xác bây giờ thì không có cơ hội sửa sai đâu, bởi vì bây giờ trong kỳ thi cao thủ rất nhiều. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp, là bây giờ sau thủ tục sàng đã chuẩn bị xong rồi thì ta sẽ thực hiện chuẩn bị. Ta sẽ thực hiện gọi SI là số lượng, số ta kết hợp một chút quy hành động ở chỗ này, số nguyên tố thuộc cái đoạn có chỉ số từ một cộng một thuộc cái đoạn từ một cho tới y. Thì khi đó ta nhận thấy rằng thằng S0 bằng 0, và ta sẽ thực hiện cái công việc duyệt y chạy từ 1 cho tới n. Thực tế duyệt y chạy từ 1 cho tới n nó không đúng, ta phải duyệt cho tới rmax. Khi đó ta nhận thấy rằng số lượng số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến y sẽ bằng số lượng số nguyên tố trong phạm vi từ 1 đến y trừ 1 cộng với thằng fi. Đấy. Khi y là số nguyên tố thì thằng fi nó sẽ bằng chu, nó bằng giá trị 1. Vậy thì số lượng số nguyên tố nó sẽ tăng lên một đơn vị. Khi y không phải là số nguyên tố thì fi nó bằng phô, tức là nó bằng không. Như vậy thì với mỗi bộ UV truy vấn UV thì ta sẽ đưa ra được ở đây, cái này ta có cái dòng này ở đây rồi. Đấy, với mỗi bộ số chúng ta đưa từ U đến V là bằng là S sau SV trừ đi thằng S của thằng U trừ 1. Đấy. Đấy, đây là số lượng số nguyên tố nằm trong đoạn từ U đến V nhé. Với mỗi bộ số UV thì số lượng số nguyên tố nằm trong đoạn từ U đến V là S sau trừ đi S trước trừ 1. Các bạn nhớ cái công thức này nhé. Độ dài từ U đến V là V trừ U cộng 1. Và tổng của nó là sẽ bằng S sau trừ S trước. Vậy thì với cái nhận định như trên như thế thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi, vậy thì ở chương trình chính ta làm gì? Sau khi nhập N và V, nhập A1, A2, AN thì các bạn sẽ thực hiện tìm mắc ở chỗ này luôn, kết hợp vừa đọc dữ liệu và tìm mắc luôn. Vừa mắc thì bằng mắc của thằng R mắc với thằng AI trước vòng lặp for khởi tạo R mắc bởi một giá trị vô cùng bé nhé. Rồi sau khi tìm được thằng R mắc rồi thì ta sẽ thực hiện tiếp là cho y chạy từ 1 cho tới V. Thì thay vì việc xây vào thằng UV và ta có xử lý thằng UV thì thầy sử dụng một cái mảng chứa chỉ số đầu, một mảng chứa chỉ số cuối. UV là hai cái mảng nhé. Vậy thì thầy đọc nó vào một mảng. Rồi bây giờ sau khi đọc nó vào một mảng rồi thì bây giờ thầy nhận thấy như sau. Thầy có bước 1 thực hiện công việc này, đọc dữ liệu. Việc đọc dữ liệu này thầy cho mình vừa làm vừa đợi tí căn chỉnh lại cho nó đẹp đấy. Đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng là sau khi thực hiện đọc xong này thì ta sẽ gọi giải thuật sàng Eratosthenes ở chỗ này. Có bạn hỏi bạn em sẽ sàng đến đâu? Tất nhiên các em phải sàng cho tới thằng R max. Có một số bạn bảo thưa thầy em sàng cho tới thằng V max được không? Tất nhiên là không được, V nó là chỉ số. Ta phải sàng cho tới R max là giá trị tốt nhất.
Chú ơi, bởi vì cái bài này thì số lượng test người ta đã cho sẵn đây rồi. Do đó thì mình nên ta chỉ sử dụng câu lệnh while khi chưa biết số lượng test nhé. Còn khi số lượng test có rồi thì mình for bằng cơm thôi, for cần lực lên. Thì ta đọc nó vào bộ số UV. Sau đó ta sàng nguyên tố cho tới rửa mắt. Mọi người hay rất nhầm lẫn khi trong đi thi chỗ này. Đó là các em sàng cho tới giá trị N. Bởi vì các em hay sử dụng sàng để liệt kê các số nguyên tố từ 1 đến N ấy. Cứ sàng cho tới N. Rõ ràng cái ta đang cần là mảng lưu trạng thái các số nguyên tố nằm trong phạm vi từ A1 cho đến A max. Đấy. Nên ta phải sàng cho đến cái giá trị đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện tiếp cái bài toán này. Rồi sau khi sàng cho tới thằng Rmax rồi thì ta sẽ thực hiện thu được mảng trạng thái các số có là số nguyên tố hay không. Vậy thì ta sang bước 2. Vậy thì ta duyệt qua lần lượt với mỗi truy vấn. Đấy, duyệt lần lượt với mỗi truy vấn. Với mỗi thằng thì ta sẽ thực hiện công việc là đưa ra. Đấy, đưa ra cái thằng là số lượng số nguyên tố nằm trong đoạn từ U đến V. Tuy nhiên ở đây thì ta nhận thấy có một cái bước này ta chưa đưa vào chương trình. Vậy bước này đưa vào đâu? Bước này ta đưa vào sau khi ta đã tìm được giá trị lớn nhất nhé. Sau khi đã tìm được giá trị lớn nhất thì ta sẽ đưa vào đây. Thì cái này nó tính gọi là tổng tích lũy, nhưng mà nó có thể hơi tính chất một tí. Cái chỗ này bà bạn nào chưa hiểu thì thầy làm mô tả chi tiết hơn một tí. Nếu y là số nguyên tố, tức là nếu fi bằng chu thì fi bằng thằng này fi cộng 1, ngược lại thì thằng si của thầy sẽ bằng si trước đó. Đấy. Đấy. Nhá, đấy thì thầy mô tả là cái việc chuẩn bị cái mảng S lưu số lượng số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến y. Đấy. Từ 1 cho tới y. Sau đó vậy thì ta có số lượng số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến r max, mình thu được thằng s r max rồi. Rồi bây giờ ta duyệt qua lần lượt tất cả các test, sau đó ta sàng cho tới thằng r max nhé. À đấy, quên mất, thằng sàng cho tới thằng r max đây nữa. Sàng, ta phải sàng trước nhé, sàng trước khi gọi thằng thôi tóm lại thằng đọc này ta sẽ để đây, đọc hết, vừa đọc vừa tìm dữ liệu. Đây sàng nguyên tố này, đếm số lượng số nguyên tố này trong mỗi đoạn này. Với mỗi bộ số UV thì S sau là thằng SV thứ Y, trừ đi thằng S trước là SU thứ Y trừ 1, U thứ Y, xong đó trừ đi 1, cái chỗ này ta hay hay nhầm là trừ 1 bên trong nhé. Đấy. Là đây là số lượng số nguyên tố nằm trong đoạn từ UI cho đến VI. Ở đây thì trên test đề bài thì mọi người cũng nhận thấy là test đề bài về là nó xuống dòng. Nên các bạn nhìn thấy số 12 ấy, số 1 và số 2 thì nhớ thêm số N-line cho nó xuống dòng vào. Nhiều bạn thì cứ thấy số 1, số 2, cái test 1 là một test một số nguyên tố, test 2 là hai nguyên tố, thế là dừng. Mà quên khi viết output, ngoài việc đúng giá trị cần phải đúng định dạng. Đấy, định dạng của nó xuống dòng như thế này cơ mà. Đấy. Rồi như vậy trên đây là làm setup 2. Thế làm setup 2 thì ta đánh giá độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa. Là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Vậy độ phức tạp của thuật toán ký hiệu bởi ký pháp ô lớn là chữ O in hoa. Thì ta nhận thấy vòng for này mất N phép tính. Vòng for này cũng mất P phép tính là ON cộng P. Sàng nguyên tố cho tới R max là ô của thằng N cộng P cộng R max. Cho y chạy từ 1 đến R max, nó mất ô của R max. Cho y chạy từ 1 đến P, nó mất ô của P. Vậy thì độ phức tạp của thuật toán là sẽ bằng N cộng P cộng thằng R max. Và cụ thể nó là giá trị lớn nhất của ba thằng này. Đấy. Giải thuật sàng nguyên tố thì mất độ phức tạp của giá trị cần sàng. Thì nó sẽ bằng từng này. Với giới hạn của đề bài thì ta nhận thấy như sau: N là 10 mũ 5, P là 4 mũ 5, AI là 10 mũ 6. Vậy làm theo sắp tác 2 như trên thì giải thuật nó đã là tối ưu. Vậy thì ở đây để
chụp cáp lại cái màn hình của cái sắp tăng này. Buồn cười thì các bạn chấm bài một chút đi xin test. Thầy ơi, tại sao em làm đúng nhưng em chấm nó không phụ điểm? Thế là mày lạ. Thì đã đúng thì nó phải phụ điểm. Nên các bạn lưu ý nhé. Đã đúng thì nó đã phụ điểm rồi. Rồi trên đây thì thầy đã hướng dẫn các bạn làm cái bài 2. Và qua cái bài làm này thì các em cảm nhận ngay rằng không phải tự nhiên cái bài đơn giản này mà người ta đưa nó thành bài số 4. Bởi lẽ trong bài này thì ta có thể tổ chức chương trình thành sắp tác 1, sắp tác 2 tương ứng với giới hạn của đề bài. Ngoài ra thì các bạn nhận thấy nếu trong bài thi của mình tổ chức được cả hai sắp tác để ta gọi thì tuyệt vời hơn. Còn nếu không thì ta chỉ gọi mỗi sắp tác 2 cũng được. Đấy nhá. Và sau khi làm thì việc trong bài, trong giờ thi, trong 37 phút mà các em nghĩ ra được cái giải thuật như trên và chạy và chứng minh được nó đúng và cốt thành công được nó và cốt được cả sàng nguyên tố thì thầy nghĩ hoàn toàn xứng đáng các bạn đạt được giải ba trong kỳ thi cấp tỉnh. Đấy. Nên có bạn bảo đi thi muốn có đạt giải ba thì em cần bao nhiêu điểm, thì thay vì thế muốn đạt được giải ba em cần phải có những kỹ năng gì. Đấy, về một trong những kỹ năng ở trong bài này, tính tổng tính lũy cho để coi như là một bài quy hành động cơ bản, biết sử dụng sàng nguyên tố một cách thành thạo, biết cách tính tổng tính lũy trên một đoạn. Đấy. Thì các cái nội dung này ở trong cái chương trình lớp nâng cao có học sau, có thể sang vào đầu năm học thì thầy sẽ mở cái lớp nâng cao thì mời các bạn lớp cơ bản các em sang về đấy học tiếp. Đó là tất cả kỹ năng thầy trò mình đang làm đấy Băng. Đấy. Thì như hôm trước thầy cũng có chia sẻ với Băng, hôm trước cũng chia sẻ với Thuận rồi ở bên cái lớp nâng cao ấy. À như Băng không học lớp đấy nhỉ. Để có được giải cái thì các bạn thứ nhất các em phải có được các kỹ năng tổ chức được các hàm và các thủ tục về số học cơ bản, rồi biết được các về các bài toán về tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị. Rồi kế tiếp thì các em cần xử lý sâu cơ bản và nâng cao. Kế tiếp nữa các em làm được các bài tập quy hành động. Rồi kế tiếp nữa thì các em biết các bài tập về đồ thị, bao gồm các bài toán duyệt đồ thị và đường đi trên đồ thị. Và cuối cùng thì muốn đạt được giải nhất thì các em phải biết thêm về cấu trúc dữ liệu. Đấy. Vậy thì qua các bài thì qua các phần đấy thì các em sẽ cố gắng trang bị cho mình thật nhiều, nhiều nhất có thể để các em có được tất nhiên thì trang bị thì nhiều rồi nhưng mà đi thi có dùng chưa thêm thời gian, có dùng được nó hay không và có dám mạo hiểm dùng để đạt được điểm tối đa hay là về không điểm với câu đấy thôi chứ rồi không biết thầy thêm thời gian có kịp không. À vẫn kịp, may quá. Nên cái thầy vừa chia sẻ nó cực kỳ quan trọng và các em hãy giữ riêng cho mình để người ta có để. Rồi bây giờ ta sang bài kế tiếp, ví dụ như bài số 5. Ở bài số 5 này thì ta có cái chủ đề về dãy nghịch thế. Bài toán dãy nghịch thế là một trong những bài toán phổ biến và cơ bản. Có các bạn học cấp 2 khi đọc cái đề này thì bảo thầy ơi đề dễ thế sao thầy lại để nó ở câu 5? À đề dễ thế để ở câu 5 để đảm bảo rằng nếu các bạn nghĩ ngây thơ thì đúng thật nó dễ thật. Tuy nhiên nó không dễ như mình nghĩ đâu. Đề bài rất đơn giản, cho n nhỏ bằng 10 mũ 5 và dãy AI, yêu cầu hãy đếm số cặp số AIG là dãy là một cặp nghịch thế. Cặp nghịch thế đó là phần tử đứng trước nó sẽ lớn hơn phần tử đứng sau. Với y nhỏ đua g thì ai phải lớn hơn g. Đấy gọi là nghịch thế. Nên nó mới có kiểu giống như trong lớp ta ấy, các bạn làm con test thì các bạn lớp 10 lại cao điểm hơn lớp 11 thì như thế được gọi là nghịch thế. Tức là điểm lớp thì thấp hơn nhưng điểm lại cao hơn. Các bạn ở cấp 2 thì lại điểm cao hơn bạn điểm cấp 3 chẳng hạn. Thì như thế được gọi là nghịch thế. Vậy thì với cái con test như này thì ta nhận thấy rằng ở bài số 2 vừa rồi trong vòng 37 phút các bạn phải làm đủ thời gian. Nhưng thông thường ở cốt bài số 2 các em mất khoảng tầm gần 1 tiếng để bước chương trình. Bởi vì lý do các bạn nghĩ ra thuật toán và các bạn cài đặt thành công và chạy đúng và sinh được khoảng tầm 10 test để tự chấm bài của mình đúng thì chắc là nó hết khoảng trên dưới 1 tiếng.
Vậy với một đề thi, mỗi bài thi các em chỉ có 30 phút để làm, thì các em lấy thời gian ở đâu ra? Thì các em hãy lấy thời gian của câu 1, lấy thời gian của câu 2, lấy thời gian của câu 3. Do đó những cái bài nào mà dễ các em phải làm càng nhanh, càng chính xác thì mới được nhé. Thì mới có đủ thời gian để phân bổ cho câu sau. Các bạn hình dung là đi thi các câu phía sau không bao giờ có chuyện các em làm dưới 40 phút để làm xong được câu 4, dưới 40 phút làm xong câu 5 trong giờ trong phòng thi ấy. Bởi vì trong phòng thi nó sẽ là một là đề mới. Đề mới thì không phải tự nhiên mình nghĩ ra, đề này của thầy trò mình là nó phổ biến. Nhưng với một cái bài mới thì ta không đủ thời gian đâu. Để tiết kiệm thời gian ALT4, cảm ơn Trần Gia Bảo. Giống bài đoạn con, chính xác đây Trung ạ, nó chính là bài đoạn con thôi. Của bài trước. À, làm đúng câu khó và làm sai những câu dễ. Đây là một trong những skill mà của 500 anh em đi thi trượt. À. À, Minh Chu, à, bài số 4 làm đúng mà chạy ra kết quả là sai. Thì đợi thầy kiểm tra lại nhé. Thông thường thì làm đúng thì nó sẽ ra đúng. À. Minh Chu đang đề xuất tranh ba được. Để kiểm tra lại nhé, xem cái bài đấy hay là thầy lại copy nhầm test. Cái bài số 4 bạn nào được nhiều test nhất là bài, các bạn được bao nhiêu điểm nhỉ? Bài DP Bright ấy. Các bạn được bao nhiêu điểm? À thế Minh Chú ơi, em băng đã AC rồi nhé. Thuận được 4 điểm. À, Trần Gia Bảo chạy xin lỗi là do ăn ở thôi, có khả năng copy bị thiếu mất dấu ngoặc hoặc là em xóa cái code cũ ở trên trình chấm chưa xóa hết. Hoặc là mảng em khai báo bị thừa dữ liệu. Ví dụ như em khai báo một cái mảng một chiều mà có tới 10 mũi 9 phân tử chẳng hạn, cái thằng N mắc trong 10 mũi 9. Hoặc là khai báo mảng hai chiều có 1 triệu nhân 1 triệu phân tử chẳng hạn thì nó cũng bay màu. Nhớ mảng hai chiều chỉ khai báo 1.000 nhân 1.000 thôi. Cái máy chấm tốt có thể là 3.000 nhân 3.000. Rồi, thôi ta sang cái bài này nhé. Để cho mình tâm sự hơi nhiều. Về ở bài toán này thì ở cái sắp tăng 1 thì cả nhà lưu ý giúp thầy. Mảng 1 chiều 10 mũ 5 là hoàn toàn hợp lý đấy. Ra bài nhé, em chấm nộp lại. Ở sắp tăng bài này thì người ta họ đếm số cặp AI y nhỏ thứ gì và AI lớn hơn AG. Thì bài này thì ta sẽ duyệt theo đúng theo cái tư tưởng của thằng sắp xếp nổi bọt. Ta cho y chạy từ 1 cho tới n trừ 1. Ta duyệt g. Để g nó lớn hơn y thì thầy sẽ duyệt g chạy từ y cộng 1 cho tới n. Khi đó nếu cái cặp AI mà thằng AI nó lớn hơn thằng AG thì đây là một cái cặp nghịch thế. Thì ta sẽ thực hiện là tăng thằng Z lên một đơn vị. Đấy. Trước đó thì ta sẽ thực hiện là bước 1 là nhập dữ liệu. Bước 2 phải tạo Z bằng 0. Rồi kế tiếp ta duyệt qua các cái giá trị này nếu nó thỏa mãn điều kiện bài toán. Đấy. Thì ta thực hiện yêu cầu. Rồi sang bước cuối cùng là ta thu được nghiệm của bài. Vậy thì ta đưa nghiệm ra. Thì làm như thế này thì ta sẽ cần phải đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Và các bạn lớp cơ bản là để ý nhé. Việc đánh giá độ phức tạp của thuật toán có tính chất then chốt. Chứ không phải làm xong bài là then chốt nhé. Đánh giá được độ phức tạp của thuật toán và là một kỹ năng cực kỳ quan trọng ở trong cái lớp nâng cao các bạn đang các bạn nào căn đấy, lớp căn NC2 các bạn lưu ý phải đánh giá được độ phức tạp thuật toán của cái code mình code ra, bởi vì sau này các bạn thi tuyển dụng người ta cho những cái đoạn code người ta hỏi độ phức tạp là bao nhiêu, các bạn phải tính được, muốn có mức lương cao thì phải hơn hẳn những người khác. Đấy, thì mình phải tính được. Ở vòng này thì ta for hai vòng lồng nhau, độ phức tạp là ô n bình và n chạy ra tối đa là 3.000. À, trên thực tế thì một cái máy chấm tốt nó có thể chạy lên tới được
là 10.000, nhưng máy của thầy thì nó chỉ chạy lên tới được 3.000 thôi. 3.000 là chia 9 nhân 10 mũ 6 thôi, là nó khoảng tầm 9 triệu phần tử, 9 triệu phép toán trên 1 giây. Cái con coi i3 thế hệ thứ tư của thầy chắc cũng chỉ chạy như đó. Thế anh đang nói dở và thấy con mấy con chip Intel i14 sắp ra mà mình vẫn đang sử dụng i3 thế hệ thứ tư. À, rồi bây giờ thì ta thấy rằng nhập độ phức tạp của thuật toán là độ phức tạp của thuật toán bài này là ôn n bình. Vậy thì cải tiến thuật toán này ta làm như thế nào? Đi thi trong trường hợp nếu không nghĩ ra được cái gì thì các bạn bắt buộc phải cài đặt theo cách này. Và làm cách này thì các bạn sẽ không quá được 15% test của bài. Bởi vì bài này nó là câu 5, do đó 15% các bạn chỉ được là 0,45 điểm so với trên 3 điểm. Đấy. Còn lại thì tức là các bạn còn lại có khoảng tầm hơn 2 điểm nữa. Thì đúng rồi, chung kỷ niệm 10 năm có mấy câu chuyện buồn hay là làm lễ mừng thọ. Ta có sắp tác 2. Sắp tác 2 ở cái bài toán này, khi các bạn sử dụng Google về cái gọi là đếm số cặp, cặp này gọi là cặp nghịch thế, thì nó đề xuất cho mình có hai cái, có hai về cái phương pháp, thì có hai cái kết quả trả về. Cái kết quả thứ nhất, ta sử dụng phương pháp chia để trị. Đấy. À, phương pháp chia để trị này nó áp dụng trên nền tảng cái giải thuật MERSOT. Các bạn nào đã cài đặt giải thuật MERSOT rồi, các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài đặt giải thuật MERSOT thì comment cho thầy số 0. Ai à, lớp ta rất nhiều cao thủ đã biết được giải thuật MERSOT rồi nhé. Giải thuật MERSOT là cái giải thuật là sắp xếp dãy số bằng theo hình thức gọi là sắp xếp trộn. Tên nó là sắp xếp trộn. Vũ Huy đã cài đặt giải thuật này chưa? Đấy, thì nói đến giải thuật này thì bây giờ thầy cũng gửi tặng luôn các bạn cái quyển này. Quyển này thì hiện tại thì thầy vẫn chưa, trước đây thì có một cái phiên bản khác thì thầy công bố public ra ngoài. Tuy nhiên cái phiên bản mà thầy mới update nhất gần đây gọi là quyển cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thầy cũng hoàn thành nó xong rồi, gửi tặng các bạn, không biết nó đâu mất rồi. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật đây rồi, thầy gửi các bạn, tặng các bạn ở trong nhóm, thầy gửi riêng ở trong chat của Zoom nhé. À, các bạn tải về trên máy của mình, không tí nữa Zoom nó hết là nó bay màu luôn đấy. Thì trong cái quyển cấu trúc dữ liệu và giải thuật này thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng MERSOT. chung à, đây là một cái quyển tài liệu thực tế thầy cũng chưa muốn public ra ngoài, bởi vì thầy muốn hoàn thiện nó nhiều hơn nữa. Thầy toàn bộ những cái quyển sách này thì thầy đang viết và chia sẻ cho rất nhiều các thầy cô trong cả nước mình đang dùng, chứ không chỉ đơn giản như ở tỉnh Yên Bái. Nên khi mình đưa sản phẩm ra thì cũng mong nó hoàn thiện hơn, nhưng mà trước mắt thì nó cũng hoàn thiện tương đối rồi. Nội dung thì nó cũng có khá nhiều cái hay, tưởng chừng như nó rất đơn giản nhưng nó sẽ phù hợp với nào vui cười là cười thế nào. Đây là quyển ở nâng cao Trần Gia Bảo nhé. Nếu ở khối cấp 2 mà em học được quyển này thì nó cũng hơi cao siêu. Cái quyển cấu trúc dữ liệu và giải thuật này thì là một trong những quyển thầy sử dụng để dạy cho các bạn đội tuyển, khi các bạn vào đội tuyển cấp quốc gia rồi thì mới học quyển này, còn các bạn ở bên ngoài thì chưa 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 học đến phần này. Vậy thì đọc xong một lượt thì thấy các bạn thấy nó quá dễ, nhưng cái vấn đề là đi thi nếu mà có một bài ở đây ra thì về cơ bản ngoài những cái thủ tục đơn giản ra thì thường như mình cũng sẽ không làm được. Vì nên nó có tính chất kiểu giống như là học thì làm được mà không học thì không làm được ấy, kiểu giống như thế.
Rồi bây giờ ở trong cái quyển này thì đầu tiên thì có cái chương đầu tiên thì là cái chương dễ nhất và thông thường khi đọc thì mọi người sẽ bỏ qua. Nhưng mọi người thì sẽ các em cũng để lưu ý khi đọc chương 1 thì các em sẽ đưa ra một cái nhận định rất hay. Đó là cho một đoạn chương trình các em phải đánh giá được độ phức tạp của thuật toán. Đấy. Cái quyển này thầy biên soạn trên cái chương trình thầy học chương trình thạc sĩ của thầy. Chương trình thạc sĩ về ngành IT. Thì trong cái chương trình học thì nó có một cái chuyên đề là tính toán độ phức tạp của thuật toán. Gia bảo đó. Vậy thì qua cái chương 1 thì cái quan trọng nhất của chúng ta đó là các em biết được cách tính được độ phức tạp thuật toán của đoạn chương trình mà các em viết ra, hoặc các em nhìn thấy một đoạn chương trình của thầy, các em phải chứng minh được rằng thuật toán này có độ phức tạp là bao nhiêu. Vậy thì ở chương 1 sẽ giúp cho các em làm quen cái cách tính độ phức tạp của thuật toán. Đó là chương 1 nhé. Trong có mấy cái dòng này thôi, nhưng để hiểu được bản chất và phát hiện được trong một chương trình thì nó là cả một cái kinh nghiệm xương máu trong cái quá trình cài đặt. Đấy. Cũng giống như trong khi đi chiến tranh ấy, cái thế trận ở trên chiến trường nó có được hay không là do cái người cái tướng cầm quân là có kỹ thuật, có kinh nghiệm hay chưa. Các bạn nào chơi cờ vua cờ tướng nhiều thì các em cũng thấy mình nhìn cái thế cờ là mình biết được rằng cái đoạn này độ phức tạp là bao nhiêu. Đấy. À Vũ Hiền lại gặp phải cao thủ đây rồi. Đấy thì như vậy đây. Ví dụ như với một đoạn chương trình ta sẽ tính độ phức tạp của từng dòng lệnh một. Sau đó ta tính ra độ phức tạp của thuật toán. Rồi hôm nào Vũ Huy và bạn Băng sẽ tổ chức giải thi đấu nhé. Và thầy sẽ làm trọng tài cho. Hy vọng là KC thì trọng tài chỉ là bằng một hộp trà sữa thôi. Được đấy. Vũ Huy. Rồi bây giờ ta sang tiếp cái chuyên đề thứ hai là chuyên đề về danh sách kiểu mảng và danh sách móc nối. Lên đại học thì các em sẽ học lại hẳn cái bộ môn này. Bộ môn này nó có gọi là bộ môn lập trình nâng cao, hoặc là có thể là gọi là bộ môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật cũng được. Nó gọi là cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thì ở đây thì người ta sẽ đề xuất ra một số các cái thủ tục và ta nhận thấy nó hơi rườm rà một tí. Nó hơi rườm rà so với những cái ta đang dùng. Là tuy nhiên thì nó đang giải quyết cái bài toán vĩ mô nên các bạn trông ở trong các cái quyển sách thì thông thường thì nó sẽ không có code mà nó chỉ có giả lập code thôi. Thì ở đây thì thầy đã có code rất cẩn thận ở cho từng từng thao tác một. Và những cái này là những công cụ có sẵn và cái ta đang cần đó là xây dựng, hỏi xem công cụ có sẵn đó nó hoạt động như thế nào. Thì ở trong cái chương 2 người ta giới thiệu. Thì cái kế tiếp nữa thì ta sử dụng kiểu dữ liệu danh sách. Thì khi ta định nghĩa các kiểu dữ liệu danh sách là gì và ta tương tác với giống như cái thằng vector ta đang dùng ấy, nhưng cái thằng vector ta đang dùng là cái công cụ có sẵn, còn cái ta đang làm đây là ta định nghĩa ra công cụ có sẵn đấy, tức là mình level cao hơn một level đấy. Hoặc là các bạn nào khi code C cộng cộng các bạn hay sử dụng stack, thì cái ta đang sử dụng cái thằng stack hay thằng queue ấy, thì mình phải định nghĩa ra được cái stack queue, tức là mình phải code ra được cái đấy. Thì đây trong đây thì thầy cũng có giới thiệu các cái code về stack và queue. Và khi đó ta sẽ có những cái bài toán mà hôm nào Băng sẽ được trải nghiệm luôn cái bài này. Băng nhớ học cái này nhé. Hôm nào Băng sẽ làm này. Đó là đếm số lượng nút cho một danh sách, đếm số lượng nút trên một cây, cực hay. Đấy. Các bạn xây dựng một cái cây, bây giờ các bạn đi đếm nút của nó. Thì ở đây ta nhận thấy rằng nếu mà ta xây dựng bằng vector, ta đếm nút trên vector thì nó cũng đơn giản thôi. Khi ta xây dựng danh sách ở dưới dạng các kiểu con trỏ này thì các em làm chủ được công nghệ luôn, ta không phụ thuộc vào thằng vector nữa, ta làm được rất nhiều thứ ở trên đấy. Trong cái quá trình rà soát thì tới thời điểm các cái code này đều đã chạy và ra được kết quả đúng đấy. Kế tiếp nữa là ta sẽ có một số các cái thủ tục. Các cái thủ tục này nó là cái công cụ để mình giải quyết bài toán khác nhé. Đấy.
Rồi kế tiếp nữa là nó có các cái bài toán lên trên công cụ đấy. Ví dụ những cái bài toán ứng dụng. Đấy. Đấy, cái bài toán ứng dụng là danh sách sắp xếp trộn theo kiểu con trỏ. Các bạn nào sắp xếp trộn theo kiểu mảng thì các em làm rồi. Thì sẽ sắp xếp trộn theo kiểu con trỏ thì nó sẽ làm đây. Đấy nhá. Rồi kế tiếp ta có về ngăn xếp và hàng đợi, stack và queue, và cái mà ta đang các em hay dùng ấy. Ở đây thì đã cài đặt nó rồi. Kế tiếp nữa, các bài tập về stack và queue thì ta có những một số các bài tập về stack và queue. Ví dụ rất đơn giản như thế này. Để cho một cái biểu thức như thế này, hãy chuyển biểu thức này tính giá trị của một biểu thức hậu tố chẳng hạn. Thì khi đó rõ ràng các bạn mà để code được nó trong giờ thì nó sẽ rất khó để tính được giá trị của một biểu thức. Vậy thì các bạn sẽ biết cách cách duyệt để trên một cái cây biểu diễn một cái biểu thức số học nhé, thì các bạn sẽ biết cái này. Rồi tương tự như vậy thì ta đang nói lòng vòng qua một tí, ta quay trở lại cái bài toán giải thuật sắp xếp trộn. Nào một các bạn kia, ta sẽ tạm dừng môn hóa lại để ta tập trung đã nha. Đây ta thầy nói đến cái giải thuật sắp xếp trộn và nó liên quan gì tới bài toán của chúng ta là bài toán ok bên đường chờ thầy tí. Giải thuật sắp xếp trộn thì có liên quan gì tới bài toán của ta là bài toán đếm cặp nghịch thế. Vậy thì đầu tiên trước khi đến bài sử dụng giải thuật sắp xếp trộn để làm bài toán nghịch thế thì thầy sẽ giải qua về giải thuật sắp xếp trộn. Nó ở trang 51 trong quyển sách thầy gửi tặng các em nhé. Các em có thể chia sẻ quyển sách này tới thầy cô dạy của mình ở trên trường. Cái giải thuật sắp xếp trộn thì bản chất của nó là vẫn cho một cái mảng. Bây giờ là ta cho một cái mảng gồm có n phần tử. Hãy sắp xếp mảng này thành một dãy tăng. Đấy. Thế là các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc là ôi tưởng sắp xếp nó thành dãy tăng em gọi thủ tục sort là xong đúng không? Thế thì nói làm gì? Toán lập trình nó còn nhiều thứ hay hơn cái những các hàm có sẵn. Trong đó tư tưởng của giải thuật sắp xếp trộn là một trong những tư tưởng chia đề trị cực hay. Trong đó bài toán nó sẽ chia thành ba cái module, ba chương trình con. Đấy, chương trình thứ nhất nó giải thực hiện cái công việc để chia dãy số thành các thành phần. Và nó thể hiện trị là với mỗi thành phần đấy nó sẽ giải quyết bài toán. Và sau khi giải quyết xong thì ở thành phần tổ hợp nó sẽ trộn hai cái kết quả từng vừa chia được ra. Và độ phức tạp chung của giải thuật vẫn là n nhân log n tương đương với thằng quicksort. Tuy nhiên rằng cũng là n nhân log n nhưng với mỗi các bộ test có đặc thù khác nhau thì giải thuật merge sort có thể nó chạy nhanh hơn trong rất nhiều trường hợp. Người ta tính ra được độ phức tạp giải thuật của nó trong từng trường hợp. Vậy thì thằng merge sort này các bạn xem ở trên giải thuật này thì thầy cũng đã giải thiệt chi tiết. Tuy nhiên cái thầy muốn giải thiệt kỹ hơn như sau. Để sắp xếp một danh sách từ đầu đến cuối thì thầy chia danh sách theo kiểu giống như tìm kiếm nhị phân ấy. Thầy chia danh sách thành hai phần. Thầy gọi là để sắp xếp từ đầu dãy số đến cuối dãy số thì thầy nhận thấy như sau. Thì giữa thì bằng đầu cộng cuối chia 2 hoặc là lấy một cái chốt nào cũng được. Ta có thể lấy cuối trừ đầu cộng 1 hoặc là lấy random của đầu cộng với cuối trừ đầu cộng cộng 1 cũng được, sau đó chia cho 2 cũng được. Tóm lại mình lấy một cái chốt. Sau đó thầy sẽ chia danh sách ra và thầy sẽ sắp xếp từ đầu cho đến giữa. Sau đó thầy sẽ sắp xếp từ giữa cho đến cuối. Vậy thì sau khi sắp xếp xong thầy thu được hai đoạn thì bây giờ thầy sẽ gọi thủ tục merge. Thủ tục merge này sẽ sắp xếp danh sách, sẽ ghép hai danh sách được sắp xếp rồi thành một danh sách đã được sắp xếp với chi phí rẻ nhất có thể. Đấy. Vậy thì theo cái tư tưởng của giải thuật sắp xếp trộn này thì ta nhận thấy ta chia đôi không gian cần sắp xếp ra thành hai phần. Với mỗi không gian phần sắp xếp đấy mình sẽ sắp xếp đoạn bên trái, sắp xếp đoạn bên phải. Sau khi các đoạn này sắp xếp xong, ta trộn hai thằng này thành một cái đã được sắp xếp. Vậy thì với cái không gian bên trái ta lại chia đôi nó ra tiếp. Thì ta lại đoạn trái 1 và đoạn trái 2. Và ta lại sắp xếp từng đoạn như vậy. Và sau khi thực hiện xong ta lại trộn nó lại với nhau.
Với cái tư tưởng áp dụng cái tư tưởng đó thì ta sẽ làm nó cho cái bài toán rất dễ nghịch thế mà ta không cần phải sử dụng cấu trúc dữ liệu BIT để giải quyết nó. Vậy thì với cái tư tưởng thế thì ta sẽ thực hiện nha, ta có thêm một cái thủ tục sắp xếp trộn ở đây. À, đây là thủ tục trộn, thủ tục trộn hai mảng thì nó thực hiện cái ghép hai mảng đó lại thành một mảng mà ghép hai đoạn thành một đoạn mà nó đã được sắp xếp tăng. Phần tử thứ nhất là 1, 3, 4, cái thứ hai là 2, 6 thì ghép lại được là 1, 2, 3, 4, 6. Đấy, mà chi phí là chỉ là ô vuông độ dài hai dãy cộng lại rất rẻ. Độ phức tạp nói chung khi ghép lại nó chỉ là ô n. Việc chia này là mất căn n nên độ phức tạp của nó là n nhân căn n. Đấy, như vậy thì tới đây thầy vừa giảng qua thì các em hình dung được rằng giải thuật sắp xếp trộn là một trong những giải thuật cực kỳ kinh điển và các bạn cần phải biết. Và các bạn thấy được cái vẻ đẹp của cái giải thuật toán đó, nó thể hiện qua cái tư tưởng chia để trị. Rồi, vậy thì thực hiện ở dưới này thì cũng có code cài đặt bằng mạng cũng khá hay về tư tưởng nhé. Và các bạn xem ở trong trang số cho tới trang 53. Ở phía dưới thì có các cái loại cây trong cái quyển này, thầy đề xuất các cái loại cây và trong đó có đề xuất cái đến cái cây nhị phân tìm kiếm. Có một số cái quyển dịch kênh tìm kiếm nhị phân nó có hai bài toán trong đó người ta có giới thiệu các loại cây như thế này. Lưu ý rằng đi thi mà về các loại cây như thế này về cơ bản hàm xót xi cộng cộng có tốc độ chạy tương đương. Tuy nhiên cái ta dùng hàm xót ta không thể áp dụng vào các cái bài toán mà cần phải khai thác các đoạn cốt trong thằng xót đấy thì ta lại không dùng được, ta lại phải cốt quy xót. Lưu ý cây nhị phân tìm kiếm cũng là một cái mà ta đang dùng đây. Đấy. Ở cây nhị phân tìm kiếm ví dụ như các bài toán về cây như thế này là những bài toán rất hay và các bạn lưu ý nhé, đi thi ở mức độ cấp cao là ta sẽ sử dụng các cấu trúc dữ liệu như thế này. Nên ở cái chương trình nâng cao của cái lớp KNC2 các đoạn phần sau các em cấu trúc học đồ thị ấy, kết hợp với cấu trúc dữ liệu là các em học cái này đây. Và các bạn nhận thấy rằng trong cái cốt bài thi của các bạn đội tuyển cấp quốc gia các bạn mở cốt ra nhìn thấy nó giống như ở trên mây ấy. Bởi vì các bạn ấy đã được học rất nhiều các cấu trúc dữ liệu đưa vào không chỉ đơn giản và muốn đạt được cái đấy thì các em phải học ngay từ bây giờ. Ví dụ những cái thủ tục xóa các nốt trên cây chẳng hạn. Vậy thì ví dụ như bây giờ thầy cho một cái đồ thị, thầy xóa đi một số các nốt trên cây này. Bây giờ hỏi xem cái đồ thị đấy có thỏa mãn điều kiện hay không. Vậy thì thực việc xóa một nốt trên cây thì nó lại phải có giải thuật xóa nốt trên cây mà để đảm bảo cây đó nó vẫn thỏa mãn tính chất của cây. Vậy thì cái nội dung này nó hơi bên ngoài một tí thì để hiểu rõ hơn thì các em xem ở trong quyển sách này nhé. Và nó có những bài tập áp dụng trên cây. Vậy thì qua cái đoạn vừa rồi thì thầy cũng có nói đến về cái giải thuật sắp xếp trộn và tư tưởng của giải thuật sắp xếp trộn thì nó sẽ được như sau. Khi các bạn Google đếm số cặp nghịch thế thì ta sẽ thu được cái đường link này. Có rất nhiều các đường link, có đường link của KC97 Blair, của VNOI. Tuy nhiên thì các bạn có thể xem cái tư tưởng ở đây người ta giải thích rất rõ ràng. Ở phía dưới này người ta code bằng Python, code bằng Python, bạn nào code được bằng Python thì đọc, còn nếu không để thầy đọc code chuyển dịch nó sang C cộng cộng. Làm rất hay. À, thầy giữ nguyên cái đường link của tác giả vào để giữ bản quyền cho tác giả. Thì khi mình dùng một cái nguồn tài liệu nào đó lấy ở đâu thì ta nên trích dẫn ra để đảm bảo rằng cái nguồn này là do mình trích dẫn từ đây ra. Đấy, thì áp dụng cái phương pháp chia để trị này thì các bạn làm theo tư tưởng ở phía dưới, các bạn tham khảo code tham khảo của trên Python thì trên Python thì ta có thể nhìn kỹ như sau. Có cái câu lệnh là let a 2.n chia 2, tức là let này nó sẽ là lấy tất cả các phần tử từ đầu dãy số cho đến giữa dãy số. Còn write an chia 2 tức là lấy tất cả các phần tử từ giữa dãy số cho đến cuối dãy số. Thì đây gọi là lấy của một đoạn mà khuyết chỉ số đầu tức là từ đầu đến giữa đến chỉ số này, khuyết thằng cuối là từ đây cho đến cuối. Đấy. Và khi đó mình áp dụng theo cái tư tưởng để chia để trị để các bạn đếm số lượng các cái trong cái quá trình các em gộp các cái đoạn lại với nhau thì ta thêm điều kiện để gộp nó vào. Đấy.
Với cái tư tưởng như trên thì ta nhận thấy rằng việc áp dụng chia để trị của cái giải phân Mersot sắp xếp trộn cho cái bài toán nghịch thế này thì ta thu được độ phức tạp của tập toán là ô của n nhân log n. Còn đây đây là cái sư sử dụng phương pháp chia để trị nhé. Cái thứ hai là các bạn sử dụng cấu trúc dữ liệu BIT. Thì có bạn hỏi thì cấu trúc dữ liệu BIT là gì? Rồi thì thầy lấy cái code cấu trúc dữ liệu gần đây nhất của thầy xem nào. Cấu trúc dữ liệu BIT không biết thầy code ở đâu nhé. Rồi, lấy tạm một cái code để làm. Vậy thì thằng BIT à quên bài này là bài quy động bây giờ. Thầy lấy thằng BIT nó là một công cụ vô cùng mạnh, nó không chỉ đơn giản là một vài thứ đâu nha để tìm BIT tự nhiên đấy. Bài tập về BIT thì nhiều vô kể. Mà thôi tí rồi khi tìm về BIT thôi, bên tìm về BIT gần nhất là ta sẽ vào đây. Rồi ok Khôi Nguyên, cái đoạn sau là cũng là cái đoạn rất lòng vòng mà đây người ta lấy luôn của cái cây này vậy. Khi mà ta sử dụng cấu trúc BIT thì đây chính là một bài tập về cấu trúc cây Fenwick cơ bản đấy. Và với cái bài cấu trúc cây Fenwick này thì nó sẽ trả lời trực tiếp cho cái truy vấn của chúng ta, hỏi rằng là số lượng các nốt trên cây mà có chê y nhỏ hơn j và ai lớn hơn a j nhé. Vậy thì với cái tư tưởng như trên thì ta nhận thấy rằng ở cái bài toán cuối này bài cặp nghịch thế này rồi tốt nhất cái này thì tí nữa thầy bước nó thành file thì thầy sẽ gửi tới các bạn cái đoạn đây và các bạn sẽ tham khảo. Như vậy thì ta nhận thấy rằng ở câu 5 này thì rõ ràng với một thí sinh làm bình thường thì các bạn sẽ làm được khoảng tầm 15% điểm của bài, tức là các bạn chỉ được khoảng 0 phẩy mấy điểm. Muốn đạt được 2 phẩy mấy điểm để đạt được full 20 điểm thì các bạn phải ngồi code cả ngày. Nếu mà các bạn code bình thường chắc là tầm 1 tiếng đến 2 tiếng. Nhưng với các bạn mà code thành thạo thì các em code chỉ khoảng tầm 50 phút là các em cài đặt xong được cái bài này. Đấy. Như vậy thì giờ thời gian này lấy ở đâu ra? Lấy từ những của thời gian không dễ sang làm câu này. Như vậy thì qua cái đề thi hôm nay thì các bạn nhận thấy, nhìn tổng quan đây là một đề thi dễ, nhưng đến khi chữa đề xong thì ta nhận thấy để làm một phát mà để phun được điểm tất cả 5 bài này thì có lẽ đó là chuyện không tưởng. Ở trong bộ test tăng chấm của các bạn thì thầy chưa cấu hình lại test và số lượng test ở trong các bài này nó chưa phản ánh hết được cái giới hạn của đề bài. Nhưng qua cái bài này thì thầy muốn giới thiệu các bạn đến một số các cái nội dung rất hay về cấu trúc dữ liệu, rồi cấu trúc về một số các cái giải thuật nâng cao mà ở trong cái chương trình nâng cao mà các em sẽ được học ở trong phần sau ấy. Nên nghe các bạn ở lớp KNC2 thì các bạn sẽ cố gắng đấy. À, Trần Gia Bảo à, đó là bao gồm là chỉ ngồi cốt đấy, còn lúc đó mà nghĩ nữa thì chắc không kịp em ạ. Khi đi thi thì ta với những cái giải thuật nâng cao để làm phút điểm
Lưu ý đây là giải thuật cách để làm full điểm cái đề này, còn để làm mà thấp điểm, tức là làm được bài thì nó lại khác. Như vậy với cái đề này thì hy vọng là các em đã có được một cái nhìn tổng quát về một cái đề thi, và các bạn biết rằng mình đang còn yếu ở phần nào và ta thấy rằng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Đấy. Chắc là sang tháng 9 thì thầy sẽ mở lớp nâng cao cho các bạn mà học để cho cái lớp nâng cao. Bác ơi, em học về cây thì em học cây đầu tiên, cây nhị phân tìm kiếm ở trong quyển cấu trúc dữ liệu giải thuật thầy ghi trước nhé. Cài đặt thành công được nó trước đã, trước khi sử dụng các loại cây khác, bởi vì cài như thế thì em mới hiểu được bản chất cây là gì trước, để tránh tình trạng khi học về cây các em học rất nhiều loại cây mà không hiểu về bản chất về cây. Thế nào là cây, thế nào là nút, thế nào là đỉnh, thế nào là cha, thế nào là con, thế nào là bậc của đỉnh, vân vân. Và có rất nhiều các khái niệm trên cây mình phải nắm trước, thì ở trong quyển cấu trúc dữ liệu thầy đã ghi rất chi tiết. Đợt trước thầy thử nghiệm, thầy lấy cái quyển cấu trúc dữ liệu và giải thuật này dạy cho lớp chuyên văn, thì thấy các bạn lớp chuyên văn hiểu được phần cấu trúc về cây. Đấy. Nên các em để ý là nếu mình đọc kỹ thì các em sẽ hiểu được. Sao Trần Gia Bảo? Huy à, chính xác. Khi mình viết cái gì thì mình hãy viết cho một cái người không ở trong chuyên môn mà người ta đọc người ta hiểu được, thì thế mới là thành thành công. Các anh chị chuyên văn siêu lắm. Rồi như vậy thì hôm nay thầy trò mình cũng đã làm việc rất tích cực từ 8 giờ đến tận 10 rưỡi để chữa một cái đề. Cái thôi còn phần chuyên đề đồ thị của lớp nâng cao, hôm nào đến lịch ta sẽ học tiếp nhé. Rồi hôm nay thầy trò mình nghỉ ở đây. Cảm ơn các bạn đã tích cực học đến giờ này. Bây giờ thầy sẽ gửi